chương 160, đến phủ ngoại công, nghệ phong cười cười nói, huynh nhìn bộ dạng ta trông như kẻ mắt hồn sao, chẳng qua chỉ là một thiên kim tiểu thư tâm cao khí ngạo không coi ai ra gì mà thôi, chính mình thực sự không quan tâm. Tuy rằng trên danh nghĩa là hôn thê của chính mình, thế nhưng tính tỉnh thờ ơ kia khiển bản thân không chịu nổi. Nếu không phải vội vàng tới gặp tần y, có lẽ phải dạy nàng một bài học. Bất quá, không biết sau này nàng biết ta không phải phế nhân như nàng nghĩ, bộ dạng nàng sẽ trông thế nào. Đại ca, ca nói, nếu như ta bắt nữ nhân này làm nha hoàn nóng giường, chuyện này chẳng phải trong lòng có cảm giác rất thành công sao? Nghệ Phong cười cười tà mị nói, "A." À, nghệ Lưu hít sâu một ngụm lương khí, sau lúc lâu hắn mở miệng nói, "Cút, hỗn đàn này, quả thực bạo gan, nếu như hắn tìm cách vào học viện Trạm Lam, không bị đánh chết mới là lạ." Nghệ Phong bĩu môi nói, "Hồ, bản tiểu gia đẹp trai như vậy, lẽ nào không chiếm được tiện nghi với nàng ta?" tố chất của nữ nhân này quá thấp lớn lên lại càng xấu xí khó coi nghệ lưu cảm giác chính mình rất muốn đánh hỗn đản này thật mạnh để hắn ngừng nói nhảm nhưng hắn cô hít sâu một hơi nén ý nghĩ trong lòng bước từng bước hướng về phía phủ ngoại công đại ca đây là phủ ngoại công sao tại sao cổng lớn đóng kín như vậy ngoại công không ở nhà nghệ phong nghi hoặc hỏi nghệ phong không chút ấn tượng với phủ đệ phía trước so với mấy năm trước bây giờ đã rộng lớn gấp đôi thạch sư to lớn đặt trước cửa lớn kín như bưng khiến trong lòng người khác không khỏi chấn động giống vậy nghệ phong hoài nghi nghệ lưu lầm đường tuy rằng ngoại công là gia tộc thương nghiệp lớn có quyền có thế nổi danh khắp để quốc trạm lam nhưng phủ đệ không thể lớn tới mức như vậy đệ không thường xuyên tới đây đương nhiên không biết phủ đệ ngoại công phía trước mỗi năm thường đầu tư tiền mua đất xung quanh hiện tại đã mở rộng gấp hơn hai lần về phần cửa lớn đóng chặt chẳng lẽ đệ không biết nghệ lưu nhìn nghệ phong bằng ánh mắt cổ quái nói nghệ phong nghi hoặc nói ta đâu biết chuyện gì nghệ lưu ngẩn người thở dài nói không biết tiểu tử đệ một năm nay biển mất tại phương nào rõ ràng chuyện tình xôn xao khắp đại lục để cũng không biết chút nào nghệ phong lại càng nghi hoặc chuyện tình xôn xao khắp đại lục chuyện có liên quan gì tới việc ngoại công đóng chặt cửa phủ ngoại công không liên quan bất quá liên quan tới tần y tỷ tần y nàng làm sao nghệ phong trao mày tim đập thình thịch nghệ lưu bĩu môi nói lẽ nào 6 năm nay đệ ở trong rừng sâu, chuyện này cũng không nghe qua. Nghệ Phong ngưỡng cười, quả thực thánh địa và rừng sâu cũng chẳng khác nhau là bao. Kháo, cửu lưu, huynh đừng nhiều lời vô ích, nếu như còn lôi thôi, bản thiểu ra sẽ đổi cửu lưu thành bất nhập lưu. Khóe miệng nghệ lưu co quắp lên, trong lòng thầm mắng, hỗn đản, ngươi dám. Mê kiếp, ngươi dùng biệt danh này thật khó nghe, hắn hít sâu một hơi, nói, ba năm trước đây, tần y tỷ từng dự vũ hội thượng tầng tại đế quốc. Tại vũ hội này, vẻ mỹ lệ xinh đẹp của tần y tỷ hấp dẫn tầm mắt mọi người. Cho dù điệp phi cùng bệ hạ tới chiêm ngưỡng, xinh đẹp sắc sảo cũng không thể hơn. Phải biết rằng, mọi vũ công đều thua kém điệp phi. Nhưng, tần y tỷ lại sánh ngang với nàng, thậm chí khí chất tươi cười còn đẹp hơn điệp phi một bậc. Nghệ phong nghe vậy, liền gật đầu, tuy rằng sắc đẹp của điệp vẫn du thực sự nghiêng nước nghiêng thành, thể nhưng vẻ đẹp của tần y cũng khiến người đời phải điên đảo. Cũng bởi vì sắc đẹp của Tần Y tỷ mà hai đại cao thủ vương cấp trẻ tuổi tại đế quốc tranh giành muốn sở hữu tỷ. Trận quyết đấu này, người người lũ lượt kéo đến quan chiến, thậm chí ngay cả bệ hạ cũng tới. Sau cùng, hai đại vương cấp chiến đấu quyết liệt tới mức cả hai đều trọng thương. Quả thực vương cấp là cường giả tuyệt cường tiếng tăm lừng lẫy. Rõ ràng vì một nữ nhân mà quyết đấu như vậy, chuyện này cũng khiến mọi người hiểu kỳ muốn biết Tần Y tỷ là ai. Đúng lúc này, Tần Y tỷ xuất hiện tại đấu trường. Nhất thời toàn bộ đấu trường yên lặng không tiếng động. Dường như toàn bộ đám người đều lâm vào ngây dại chăm chú nhìn tần y tỷ. Suốt cục cường giả vương cấp tôn quý kia cũng đánh tới mức lưỡng bại câu thương. Sau cùng, đế quốc bệ hạ cũng đích thân đưa ra nhận xét, nữ tử này chỉ nên ở trên trời. Nghệ phong ngẩn người, thật không ngờ tần y còn phát ra quang huy sán lạn như vậy. Nếu như nói như vậy, e là khuôn mặt xinh đẹp của tần y không biết có thể dùng ngôn từ nào để mô ta. Sợ là đám nữ thần kia còn thua kém nàng. Nghĩ vậy, Nghệ phong cười ngất ngường, xem ra nàng chính là nữ thần thập vàn thập mỹ. Thế nhưng, chuyện này và việc cửa phủ ngoại công đóng chặt có liên quan gì? Chẳng lẽ còn có người muốn xông vào gặp tần y tỷ? Nghệ lưu cười khổ nói, tuy rằng không phải vậy, thế nhưng cũng không khác biệt là bao. Đương nhiên người thường không dám tới quê dối tần y tỷ, bất quá, thường ngày hai đại vương cấp kia đều tới phủ một lần, mặc dù lần nào cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa. Nhưng bọn họ cũng không quản ngày đêm vẫn chờ đợi ngoài cửa không còn cách nào khác, cho nên tần y tỷ hạ lệnh đóng chặt cửa phủ, không để ý tới hai người bọn họ. Ách, nghệ phong thật không ngờ nguyên nhân là như vậy, trong lòng cười khổ té ra tình địch của chính mình không ít a há hát. Hình như là nam nhân, khắp thiên hạ, ai bản thiểu ra phải luyện chế một chút, ta dâm ta dâm nhất, để đối phó với hai vương cấp kia. Ta dùng hàng đàn thú giữ để trước cửa phủ, xem bọn họ còn dám tìm gặp tần y không. Nghệ phong càng nghĩ càng cho rằng đây là điều cần thiết. Lão bà của chính mình, Sao có thể để người khác nhớ thương, xem ra lần sau cho dù đầu rơi máu chảy cũng phải gọi lão nhân tới nghĩ cách giải quyết." Nghệ Lưu nhìn dáng cười âm ngoan tà ác thoáng hiện trên khuôn mặt Nghệ Phong, thân thể hắn khẽ run lên. Hắn nhìn Nghệ Phong bằng vẻ mặt cảnh giác, hỗn đản này mỗi lần lộ ra dáng vẻ tươi cười này đều có người gặp phải chuyện xấu. Thủ đoạn của tiểu tử này quả thực rất hiểm độc, trước kia hắn trả thù con mèo cắn hắn, rõ ràng mua tới nửa cân xuân dược đánh bả, sau đó ném vào đám chó cũng cho dùng xuân dược. Người Rõ ràng có thể thâm độc tới tình trạng này. Thật là đáng sợ, nhị đệ, dường như ta không đắc tội với đệ." Nghệ Lưu cẩn thận nói hỏi. "Hử? Ách, tạm thời thì không, tại sao? Huynh cho rằng ta hỏi tội huynh?" Nghệ Phong rất nghi hoặc, đại ca sao lại vậy? Vô duyên vô cớ lại hỏi những lời này làm gì? Chuyện được thực hiện bởi kênh chuyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 161, tranh chấp do tần y gây nên. A không, không. Nghệ lưu liên tục xua tay, quay về phía nghệ phong nói. Chúng ta hãy tới gặp ngoại công đi. Nói xong, trên chán nghệ lưu toát mồ hôi lạnh, hắn vội vàng chạy tới. Trước cửa phủ, gõ gõ vài cái vào cửa lớn. Chuyện này cũng khiến nghệ phong vô cùng nghi hoặc. Ách, à, đây là cách ngoại công nói với ta. Tuy rằng cửa lớn đóng chặt, thế nhưng người trong nhà cũng phải ra vào. Cho nên dạy chúng ta một bộ tiết tấu, dựa theo tiết tấu này sẽ có người mở cửa. Nghệ Phong giải thích nói, Nghệ Phong bừng tỉnh, đồng thời cánh cửa lớn cũng từ từ mở ra. Nghệ lưu biểu thiếu ra, là người, tuy rằng người xuất hiện ra cả, thế nhưng bước chân rất vững vàng, thấy nghệ lưu, sự cảnh giác trên khuôn mặt dần dần tan biến. Ngược lại, thay vào đó là vẻ ôn hòa, phúc bá, ngoại công ta đâu, nghệ lưu nhỏ nhẹ cười hỏi, công tử nói tới lão gia A Hát, người vừa mới đi làm ăn, bất quá ít ngày nữa sẽ về. Phúc bá cười đáp, vậy tần y tỷ đâu rồi, nghệ phong đứng phía sau nói xen vào, nhất thời phúc bá cảnh giác nhìn nghệ phong bảng ánh mắt nghi hoặc nói tiểu thư đã đi vắng a ha ha nghệ phong có phần thất vọng a lớn lại thấy nghệ lưu cười nói phúc bá người không cần trả lời chúng ta hay bất cứ kẻ nào khác ha ha ta còn chưa giới thiệu với người đây là đệ đệ của ta nghệ phong nhớ lại khi còn nhỏ phúc bá còn bế hắn đó a hát người là nghệ phong công tử Phúc Bá kinh ngạc phát ra tiếng kinh hô, trong ký ức của Phúc Bá Nghệ Phong công tử ngày vẫn còn là đứa trẻ mới sinh, không ngờ đã lớn như vậy. Bất quá, nghĩ đến lời đồn về Nghệ Phong công tử, không cầm được nước mắt thổn thức khóc. Phúc Bá, tân y tỷ có nhà sao? Nghệ Phong không ngờ lão nhân hòa nhã trước mắt đã hãm chính mình khi còn bé. Ngữ khí của hắn cũng trở nên nhã nhặn, có, có, hai vị công tử, các vị mau vào đi. Ha ha, vừa nãy lão không nhân ra công tử, cho nên... Nghệ Phong đi theo Phúc Bá, dáng vẻ tươi cười, vẻ mặt lơ đáng. Vừa mới chuẩn bị đi vào, lại nghe Nghệ Lưu nói. Nhị đệ, ta không vào đâu, ta phải trở lại học viện. Nghệ Phong sừng sốt, nhưng gật gật đầu, quay về phía Nghệ Lưu nói. Cũng tốt, đại ca, ít ngày nữa ta sẽ tới học viện tìm huynh. Nghệ Lưu cười cười, cũng không đáp lại. Quả thực tại học viện Trạm Lam, nếu ngoại nhân muốn vào cũng là chuyện rất khó khăn, ám hương kéo tới, mát lòng mát dạ. Nghệ Phong đi tới gian phòng, chỉ thấy Tần Y ngồi lẳng lặng một góc đọc sách, rất thanh nhã yên tĩnh. Vừa mới nhập thu không lâu, Tần Y mặc trên mình bộ váy lụa màu tím nhạt. Thân thể đấy đã thơm mát toát lên vẻ quyến rũ, khuôn mặt trắng trẻo như thiên thần, phẳng lặng như nước, vô cùng mịn màng. Đôi đỏ mọng đẹp như vẽ, phối hợp cùng mũi ngọc tạo lên vẻ kiều mị thanh tú tuyệt luân. Khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt thu thủy không gợn, sóng mị hoặc tự nhiên, đảo mắt nhìn quanh thả ra cổ phong tình mê người. Đôi mắt nhẹ nhàng chấp động, đôi gò bồng êm dịu mà non mềm cơ hồ xé rách y phục. Eo thon mảnh khảnh tựa hồ không đủ dịu dàng nắm chặt. Đôi gò bồng tròn chính đầy sức sống gồ lên toát ra độ cong hoàn mỹ. Đùi đẹp mềm mãi hơi uốn lượn càng tô thêm vẻ quyến rũ. Nghệ Phong không ngờ, một năm không gặp, Tần Y đã trưởng thành tới mức hấp dẫn như vậy. Nghệ Phong nhìn nàng cảm thấy miệng lưỡi khô rát, dung nhan mỹ lệ đạt tới cấp bậc yêu nghiệt, thân thể lùi lõm phối hợp vô cùng tinh tế khiến người ta hồn bay phách tán. Mị hoặc thiên thành, thả ra muôn vàn phong tình và lực mị hoặc tới cực điểm. Nghệ phong vận chuyển lăng thần quyết, ngăn hỏa diễm tại bụng dưới bốc lên. Ít hầu cuồn cuộn không ngớt, bước từng bước tiếp tục nhìn bộ dáng thiên thần kia. Dường như tần y cũng đã nhận ra, nàng khẽ ngẩng đầu đưa hai cặp mắt long lanh nhìn lại, bóng người cao ngất, khiến quyển sách trên tay nàng rơi mạnh xuống đất. Sừng suốt hồi lâu, khuôn mặt Việt Mỹ thanh nhã toát lên dáng vẻ tươi cười phấn chấn. Thân thể bốc hỏa càng hấp dẫn ánh mắt của nghệ phong. Để tới khi nào, Tần y vui vẻ hô lớn, quần áo tung bay, nhanh chóng chạy về phía nghệ phong. Ký ức trong tâm tư nghệ phong dâng trào, hắn không kiềm chế nổi, liền dùng tuấn di thoáng chốc di chuyển tới bên cạnh tần y. Hắn giang hai tay mạnh mẽ ôm thân thể tần y vào lòng. Tần y tỉ, ta đã trở về, giọng nói nhàn nhạt toát lên sự thượng nhớ vô hạn. Tần y cũng giang tay ôm chặt nghệ phong, đầu kề sát vào ngực nghệ phong, tựa hồ có thể nghe được trái tim nghệ phong đang đập thình thịch. Đối với tần y mà nói, không ai quan trọng hơn người trước mắt chính mình. Nếu như không phải vì chờ hắn, có thể nàng đã sớm rời khỏi đế đô. Nghệ phong nghiêng đầu đè lên đôi vai mềm mại của tần y, hỏi nói say lòng, cũng không thỏa mãn. Bàn tay to lớn bắt đầu không an phản từ từ di chuyển, rất nhanh tiến tới địa phương tròn chính trên cơ thể tần y. Sự co giãn và nị hoạt kinh người khiển tâm hồn nghệ phong rung động, không kiềm chế nổi đôi tay càng lúc hoạt động càng mạnh. Ưm, ừ, tần y dễ dàng cảm nhận được nàng đẩy mạnh nghệ phong ra. Nàng giận giữ mặt mũi đỏ bừng liếc nhìn nghệ phong, trong lòng có chút bàng hoàng. Không được làm bậy, thanh âm tần y vang lên, nghệ phong không để ý tới vẻ xấu hổ của tần y, lại lần nữa ôm tần y thật chặt, lực lượng cường đại dường như muốn đưa tần y dung nhập vào cơ thể chính mình. Khiến tần y cảm thấy có chút khó thở, tần y tỉ, ta rất nhớ tỉ, mỗi giây mỗi khắc ta đều suy nghĩ về tỉ. Thanh âm trầm thấp khiển thân thể tần y mềm nhũn, đôi mắt nhìn thẳng vào ngực nghệ phong, nói. Ta cũng vậy, ta vẫn luôn ở đế đô chờ đệ." Câu nói này khiến Nghệ Phong không thể kiềm chế được. Dường như tình cảm trong lòng hắn mạnh mẽ dâng trào, điên đảo nâng khuôn mặt Tần Y lên, hung hăng hôn cái miệng nhỏ đỏ hồng của nàng. "A, à, không." Tần Y như người tránh né, thế nhưng Nghệ Phong không để nàng có cơ hội, lại lần nữa nắm lấy khuôn mặt Tần Y, hung hăng hôn nàng. "A, à, Tần Y đang định nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy đôi môi đỏ mọng của chính mình được hâm nóng, lúc này không nói thêm lời nào. Tần Y ngoái đầu giường như muốn nổi lên trên, thể nhưng dáng dấp khiến người ta say đắm tới cực điểm, Nghệ Phong không thể thấy được. Nghệ Phong thỏa thích chiếm đoạt ngọc dịch hương tân của Tần Y, Tần Y cố sức đánh Nghệ Phong. Sau cùng cũng không phản kháng lại, nàng giang tay ôm Nghệ Phong, tùy ý để hắn quấy đảo trong miệng chính mình. Chuyện được thực hiện bởi kênh truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 162, quấy giày ngoại công. Dường như Nghệ Phong thấy chưa thỏa mãn. Ôm thật mạnh eo thon của Tần Y, cánh tay trực tiếp thâm nhập vào trong áo, bàn tay dán vào làn da trắng mịn nóng hổi, cảm giác mịn màng tới cực điểm. Khụ, khụ, vài tiếng ho nhẹ, nhất thời khiến Tần Y phản ứng. Nàng giống như con mèo nhỏ bị chấn kinh, đẩy mạnh Nghệ Phong ra xa, hầu như khuôn mặt hồng có thể chảy máu. Nhớ tới vừa nãy chính mình không thể tránh được Nghệ Phong tấn công, nàng trừng mắt nước nhìn Nghệ Phong, thể nhưng trong lòng thực sự không chút hận ý, giận dữ, giận dữ mang theo ngàn vạn phong tình khiến nghệ phong suýt nữa ngây dại trong nhãn thần của tần y nghệ phong nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại chuẩn bị chạy trốn khỏi bàn tay chính mình quay đầu nhìn về phía hỗn đản phá hư chuyện tốt của chính mình tần y cũng bất đắc dĩ chỉ có thể để nghệ phong tùy ý cầm lấy bất quá nàng nhớ tới tràng cảnh vừa nãy trong lòng nàng bốc hỏa đối với nam nhân trước mắt quả thực trong lòng nàng luôn tồn tại loại tình cảm khó tả ngay cả chính mình cũng không thể nghĩ ra Ngoại công, nghệ phong trông thấy lão nhân đứng trước cửa, tinh thần phấn chấn. Hắn liền vui vẻ hô lớn, lâm hạo nhiên trông thấy hai người trước mắt tay nắm chặt tay, nghĩ tới tràng cảnh chính mình chứng kiến. Trong lòng khỏi khỏi cười khổ, tuy rằng biết cảm tình của hai người, thường nhân khó có thể lý giải. Thế nhưng không ngờ, lâm hạo nhiên nhìn tôn nữ do chính mình nuôi dưỡng xinh đẹp việt trần, lại nhìn nhìn cháu ngoại trai của chính mình cũng không biết nói gì. Chuyện này, ngoại công... Nghệ Phong thấy Lâm Hạo Nhiên nhìn khắp thân thể chính mình, không khỏi cười ngược. Mà sắc mặt tần y càng lúc càng hồng, khiến hai nam nhân ngây dại nhìn nàng. Nghệ Phong hận không thể lại lần nữa hôn lên môi nàng. Ha ha, ta đã già, mắt không còn tốt, vừa nãy cũng không thấy gì cả. Câu nói này của Lâm Hạo Nhiên, nhất thời khiến vành tai của tần y cũng trở nên bừng đỏ. Nàng giận dữ nhìn Nghệ Phong, muốn dẫy khỏi vòng tay của hắn. Nhưng Nghệ Phong để nàng có bất cứ cơ hội nào nàng tức giận liền bấm mạnh vào bên hông nghệ phong a à, lâm hạo nhiên nhìn nữ nhân trước mắt đang liếc mắt đưa tình khóe miệng toát lên vẻ tươi cười được rồi hai người các cháu cũng không muốn ta trông thấy chuyện tình này nghệ phong e là cháu đã quên ngoại công tí nữa còn phải tới gặp ta nghệ phong cười ngược lại lần nữa đưa tay cố trườn tay tàn phá khắp không tần y sao có thể a à hát ta nghe phúc bá nói ngoại công đang buôn bán bên ngoài lúc này mới không tới tìm người lâm hạo nhiên cười ha hả được rồi về điểm tâm tư này của tiểu tử cháu ta còn không biết y y tiểu tử này rất xấu rồi sau này không thể chiếm tiện nhi với nàng ra ra người nói gì vậy tần y liếc mắt nhìn lâm hạo nhiên xấu hổ nói ha ha lâm hạo nhiên vui vẻ cười đối với tiểu nhi nữ này hắn vô cùng yêu thương tuy ít khí gặp nghệ phong thế nhưng gặp lại trong lòng không kiềm chế nổi yêu thương được rồi hai người các cháu vừa mới gặp lại chắc chắn còn rất nhiều lời muốn nói một lúc nữa các cháu hãy tới gặp ta. Quả thực Lâm Hạo Nhiên rất thoải mái, quay về phía Nghệ Phong mỉm cười, bước từng bước quay trở ra. Nghệ Phong nhìn nữ nhân trước mắt toát lên vẻ xinh đẹp quyết rũ, mị hoặc tới cực điểm. Hỏa diễm trong lòng hắn vừa mới áp chế, lại lần nữa trồm dậy. Quả thực mị hoặc của tân y không hề thua kém điệp vận du. Nghệ Phong, sau này đệ đừng như vậy được không? Tân y nhìn Nghệ Phong khuôn mặt ửng đỏ, nàng khẽ từ chối, nhưng vẫn không hề phản ứng tùy ý để bàn tay to lớn ôm chặt thân thể chính mình, khiến trái tim nàng đập loạn nhịp. Quả thực hành động này, có phần khiến nàng trở tay không kịp. Đôi tay nghệ phong nhẹ nhàng nâng cầm tần y lên, hướng thẳng vào mình, bắt đầu hôn nàng. Không được, tỷ là của ta, hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau. Nếu như có người trông thấy tràng cảnh như vậy, nhất định sẽ phanh thây nghệ phong. Bởi nữ thần trong lòng chính mình, rõ ràng đã bị hỗn đản này chiếm đoạt như vậy. a à, cơ thể bốc hỏa, đau đớn, Ngữ khí mạnh mẽ khiến trong lòng tần y không thể bình tĩnh được nữa, nàng thở dốc nói. Tại sao đệ bá đạo như vậy? Ta bá đạo sao? Tần y tỷ, trong lòng ta, tỷ là người quan trọng nhất. Ta muốn tỷ là nữ nhân của ta, không để bất cứ kẻ nào đụng tới tỷ. Ta yêu tỷ, mãi mãi yêu tỷ, nghệ phong ôm tần y thật chặt, không để tần y có cơ hội phản ứng, hắn liền mạnh mẽ nói với nàng. Tần y kêu lớn một tiếng, đứng sững sờ tại chỗ, trong đầu vô cùng hỗn độn, chính mình yêu nghệ phong sao? Không biết, thế nhưng, chính mình không muốn mất hắn, hắn có thể làm tất cả mọi việc vì chính mình, làm chính mình nóng ruột nóng gan. Hắn luôn luôn có biểu hiện mờ ám đối với chính mình, tới bây giờ không thể che giấu được khát vọng đối với chính mình. Loại ý nghĩ mờ ám này, chính mình cùng muốn hưởng thụ. Vừa nãy, chính mình không chút phản ứng, cũng không căm hận hắn, và lại chính còn cảm thấy rất ngượng ngùng. Bất quá, thân phận của hai người, Nghệ Phong, ưng, nàng còn chưa dứt lời, đôi môi đỏ mọng của nàng lại lần nữa được ngăn lại nàng nghẹn ngào nói một câu, liền bị nghệ phong hàm rằng, tiến sâu vào trong miệng chính mình. Hấp thụ dịch thể thơm mát của tần y, dường như tần y cũng biết chính mình không thể phản kháng oan ra này, nàng nhắm chặt đôi mắt Việt Mỹ, giang tay ôm lấy cổ nghệ phong, cũng mạnh mẽ hôn nghệ phong. Cánh tay nghệ phong lần mò khắp người tần y, cảm thụ vẻ ấm áp mềm mại trong đó. Thế nhưng, hắn vẫn chưa thỏa mãn, đôi tay hắn thâm nhập vào bên trong tần y, liên tục trườn trên lưng ngọc của nàng. Cảm thụ được trong lòng bị mị hoặc tới cực điểm, dưới thân không do dự ngang nhiên đứng thẳng ưỡn thẳng vào thân thể tần y a à, tần y tựa hồ cũng cảm thụ được sự biến hóa trên cơ thể nghệ phong nàng kinh hãi kêu lớn khẽ đẩy nghệ phong ra sắc mặt ửng đỏ say lòng người đôi môi đỏ mỏng hé mở toát ra hương khí nóng bỏng toàn thân tản ra cổ mị hoặc kinh người tần y tỉ ta muốn có tỉ nghệ phong ghé vào tai tần y nói tần y nghe thấy câu này suýt nữa không đứng vững lực lượng toàn thân đề trên cơ thể nghệ phong thân thể không ngừng rung động sau một lúc lâu, Nghệ Phong mới nghe thấy thanh âm nhỏ nhẹ của Tần Y vang lên. Hãy tới phòng ta, câu nói này, nhất thời khích lệ Nghệ Phong tới cực điểm, hắn bồng Tần Y trên tay, khi đó khuôn mặt nàng ửng đỏ. Rất nhanh đi tới khuê phòng, thanh nhã sạch sẽ, tản ra mùi thơm thoang thoảng, đặt nàng nằm xuống giường. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 163, thực ra ta là tà đế ánh mắt nhìn khắp thân thể gần như hoàn mỹ đường cong gò lên toát lên vẻ mị hoặc tới cực điểm hai tròng mắt mập mờ tản ra phong tình mê người mái tóc đen dày nghiêng nghiêng nhẹ nhàng nhào xuống giường nghệ phong nổ lớn một tiếng không thể kiềm chế nổi nhất thời trong gian phòng vang lên tiếng rên rỉ oan ra đệ đã được toại nguyện tần y nhìn thẳng vào hai tròng mắt nghệ phong nàng cảm thụ được ý nghĩ yêu thương nồng động cơ hồ muốn hít sâu chính mình vào trong cơ thể vẻ mơ màng kia cũng hoàn toàn biến mất chính mình vẫn luôn thương nhớ oan gia này, cho hắn, chính mình cũng không hối tiếc, tần y tỷ, suốt cuộc tỷ đã thuộc về ta, để những kẻ chủ ý ăn tỷ đều đi tìm chết đi. Nghệ Phong nhìn thân hình lóa thể khiến hắn ngây dại, chậm rãi nói, nghe thấy câu nói trẻ con của hắn, rốt cuộc tần y ngẩn người, rốt cuộc ta đã hiểu vì sao Nghệ Phong trước mắt lại thất lễ như vậy. Nguyên lai like hắn đã biết chuyện tình của chính mình, hắn sợ mất đi chính mình. Chẳng trách hắn khác thường như vậy, trước kia cho dù hắn thế nào đi nữa, cũng không dám bạo gan như ngày hôm nay không để cho mình có bất cứ cơ hội nào nghĩ vậy tần y tức cười đồng thời chăm chú nhìn nghệ phong nói ta mãi là của đệ mãi thuộc về đệ nghệ phong cười cười cảm thụ thân thể trong lòng chính mình lúc này trong tận đáy lòng mới cảm thấy yên tâm quả thực trên thế giới này cũng chỉ có tần y mới có thể khiến hắn cảm thấy bất an như vậy tần y tỷ hàn độc trong cơ thể tỷ vẫn phát tác sao bông nhiên nghệ phong nhớ tới cái gì đó ôm tần y vào trong lòng chính mình nhẹ giọng hỏi không sao ta có công pháp của phụ mẫu lưu lại thực ra có thể ngăn chặn được số lần phát tác rất ít tần y nhỏ nhẹ nói ngón tay vẽ vẽ lên lưng nghệ phong tần y cũng không ngờ công pháp của phụ mẫu lưu lại cường hãn như vậy rõ ràng có thể áp chế hàn độc cũng biến đổi hàn độc để chính mình sử dụng nhanh chóng để thăng thực lực của chính mình thế nhưng cũng vì vậy hàn độc không ngừng hấp thụ hàn khí bên ngoài càng ngày càng lớn mạnh với y thuật của nghệ phong tự nhiên biết được mồ hôi trong cơ thể tần y nhiều gấp hơn hai lần so với trước đây. Tuy rằng hắn rất ngạc nhiên, công pháp kia có thể áp chế hàn độc, nhưng trong cảm thấy mối nguy hiểm rất lớn. Dựa theo tốc độ phát triển như vây, cuối cùng tới ngày nào đó tần y không thể áp chế nổi. Khi đó tiếp tục bộc phát, e là tần y sẽ hoa tiêu ngọc phấn. Nghệ Phong từng hỏi qua tam trưởng lão, làm thế nào có thể chữa trị hàn độc. Thế nhưng tam trưởng lão nói, không dược liệu nào có thể chữa trị, chỉ có thể áp chế. Với y thuật cao minh như ngũ trưởng lão cũng nói như vậy, qua đó có thể thấy được sự kinh khủng của hàn độc. Thế nhưng, điều khiến nghệ phong vui mừng khôn xiết chính là, lão nhân cho rằng có biện pháp. Lão nhân nói, không bệnh gì lăng thần quyết không cứu được. Đây cũng chính là nguyên nhân nghệ phong dốc sức tu luyện lăng thần quyết và y thuật, nghệ phong thở nhẹ, quay về phía tần y thản nhiên nói. Tất cả đã có ta, ta sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với tỷ. Tần y nghe được nghệ phong nói vậy, ôm chặt nghệ phong nói. Ngươi hãy gắng sức mà đi, không cần quá miễn cưỡng. Được rồi, không phải đệ còn phải quay về Thánh Tông sao? Nghệ Phong lắc đầu nói, không cần, sau này ta cũng không trở về nữa. Tần y nghe thấy Nghệ Phong trả lời như vậy, nàng rất vui mừng. Bất quá, nghi hoặc hỏi, đệ thuộc tông môn nào trong Thánh Tông? Nghệ Phong cười khổ nói, thân phận của ta rất đặc biệt, cũng không thuộc bất cứ tông môn nào trong Thánh Tông. Nếu như tính đến, hẳn là ta là đệ tử Thánh Địa. Tần y trao mày nói. Thánh địa, không phải thánh địa không thu đệ tử sao? Nghệ Phong cười cười nói, tần y tỷ biết rất nhiều, rõ ràng biết tới thánh địa, còn biết thánh địa không thu đệ tử. Chuyện này, căn bản người thường không thể biết được, cho dù những thế lực lớn biết tới sự tồn tại của thánh địa cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tần y khẽ cười nói, nếu đê không nói, ta làm sao biết được? Nghệ Phong cười cười, không quan tâm, hắn chỉ cần biết nữ nhân trước mắt tuyệt đối không gây bất lợi với chính mình. Bất quá, thân phận của tần y mấy năm gần đây rất thần bí. Lão đầu tử đã từng cảm thán với. Nghệ Phong, nếu như tiểu tử ngươi không mau tu luyện, cho dù nữ nhân kia có quan hệ thế nào với ngươi, ngươi cũng gặp phải rất nhiều phiền toái. Không thực lực, ngươi nhất định không thể đứng cạnh nàng. Ta cũng chỉ phỏng đoán, không hẳn đã là đệ tử thánh địa. Dù sao ta cũng không rõ ý tứ của mấy lão nhân trong thánh địa kia. Thế nhưng, có lẽ tỷ đã nghe qua chuyện tông môn thánh tông đã biến mất. Tà tông dường như ta chính là truyền nhân của tà tông cái gì tần y kinh ngạc xuất khẩu nàng nhìn nghệ phong bảng ánh mắt khó tin đệ nói ngươi là truyền nhân của tà tông đây chính là tà đế nghệ phong gật gật đầu cười nói hóa ra còn có tên gọi là tà đế nhất thời tần y đứng sững sờ tại chỗ người khác không biết sự kinh khủng của tà tông chẳng lẽ nàng cũng không biết sao mỗi một đời tà đế đều là cường giả đỉnh phong tại đại lục dựa vào uy thể của các thế hệ tà đế truyền nhân tà tông xuất hiện mặc kệ thực lực thể nào đều được các thể lực lớn gọi là tà đế chỉ dựa vào ví dụ như vậy có thể dễ dàng thấy được uy thế của tà tông cường đại thể nào có tin đồn tuy rằng tà tông chỉ có một truyền nhân thể nhưng như vậy là đủ rồi một mình hắn đủ để đánh bại bất cứ thế lực lớn nào có lẽ có người mắng thánh tông là ma tông dám đối đầu cùng thánh tông nhưng không có bất cứ thế lực nào nguyên ý đối địch cùng tà tông mỗi một đời tà đế không hề giống nhau cuống hồ mỗi một đời tà đế hành sự đều tà tà chính chính càng làm người ta khó suy đoán ha ha không ngờ đệ có thể là tà đế theo lời đồn tại đại lục trở thành truyền nhân tà tông đó chính là bắt được giấy thông hành tiến tới cường giả nghệ phong cười cười không giải thích cường giả ta nghĩ ta có thể bất quá lúc này tâm tư nghệ phong lại lần nữa phóng tới cơ thể tần y cảm giác thân thể nóng ấm của nàng phía dưới lại lần nữa dựng ngược khuôn mặt tần y lại lần nữa ửng đỏ nàng xấu hổ liếc mắt nhìn nghệ phong. Tần y tỷ, sao hả, ta vẫn muốn, toàn thân tần y ửng đỏ, nàng bằng lòng khẽ hạ đôi mi thanh tú xuống. Đại chiến lại lần nữa khai hỏa, im lặng không tiếng động. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. mươi 164, phiền phức, từ khi tần y và nghệ phong phát sinh quan hệ, nàng một mực không để nghệ phong chạm tới. Nguyên nhân là do thân thể không khỏe, chuyện này cũng khiến Nghệ Phong khóc không ra nước mắt. Vốn tưởng rằng chiếm được nàng, về sau muốn nàng không phải dễ như trở bàn tay sao. Nhưng không ngờ Tần Y không để hắn bất cứ cơ hội nào. Chuyện này đối với Nghệ Phong mà nói, khiến hắn vô cùng phiền muộn là điều không cần bàn cãi. Nghệ Phong trông thấy Tần Y thẹn thùng đứng trước mặt hắn, thân thể hắn xít lại gần, ôm chầm lấy eo nàng. Tần Y khẽ từ chối, Nghệ Phong lại tăng lực, kéo thân thể mềm mại của nàng tiến nhập vào lòng hắn. Thái độ cường bạo không gì sánh được. Quả nhiên, sắc mặt Tần Y đỏ bừng liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Bất quá đành phải thuận theo, ngả vào lòng Nghệ Phong. Nàng khẽ dương đôi mi thanh tú, ngé vào lòng Nghệ Phong, đôi môi khẽ mở. "Để không thể thân mật với ta quá nhiều, chuyện này không tốt với đệ." Nghệ Phong chán nản, hắn khó hiểu hỏi, "Tại sao không tốt với ta?" Tần Y nhìn khuôn mặt góc cạnh phân mình trước mắt, trong lòng cảm thụ được sự kiên định, nhãn thần nàng khẽ nhắm lại, một lúc lâu nói. "Đệ đừng hỏi nhiều như vậy, nghe ta là được rồi." tuy rằng rất yêu nghệ phong, nguyện ý làm tất cả vì nghệ phong. Thế nhưng không thể không suy nghĩ thay nghệ phong. Mấy năm nay, đột nhiên phụ thân xuất hiện trước mắt chính mình, nếu như biết chính mình yêu nghệ phong, vẫn nghĩ nghệ phong đền đáp chính mình, có lẽ phụ thân không phản đối. Thế nhưng, nếu như phụ thân biết chính mình và nghệ phong xảy ra quan hệ, sẽ không đảm bảo được người có thể làm ra chuyện gì hay không. Dù sao, phụ thân không quan tâm chính mình yêu ai, Thế nhưng tuyệt đối không cho phép nữ nhi của chính mình thiếu hiểu biết để kẻ khác chiếm tiện nghi. Nghệ Phong sững sờ, không hiểu ý tứ trong lời nói này của nàng. Hắn không ngờ lần thứ hai lại khó hơn lần đầu tiên nhiều như vậy. Nghệ Phong cười khổ, trong lòng âm thầm tính toán, cùng lắm, lần sau dùng tới sức mạnh, hai người các ngươi, sáng sớm đã ở chỗ này chàng chàng thiếp thiếp. Quả thực không coi lão già này ra gì. Lâm Hạo Nhiên vừa vào phòng khách, đã trông thấy hai người Tần Y và Nghệ Phong đứng cùng một chỗ rất thân mật liền nhỏ giọng nói. Hắn không thể nghi ngờ, nếu như hắn không nói, chắc chắn hai người bọn họ sẽ có những động tác thân mật hơn. a à, tần y đẩy nghệ phong ra, khuôn mặt ửng đỏ mị hoặc tới cực điểm, giận dữ liếc nhìn nghệ phong. Nhãn thần hướng sang một bên, không dám, nhìn lâm hạo nhiên, lâm hạo nhiên trông thấy tràng cảnh như vậy, liền cười ha hả, đồng thời trong lòng có chút cảm thán. Không ngờ, người luôn được mọi người coi là nữ thân thanh nhã cao quý, lại vì một tiểu tử như cháu để lộ ra biểu tình như vậy nếu như hai vương cấp kia biết được e là vô cùng đố kỵ hơn nữa thần hồn điên đảo lâm hạo nhiên thổn thức một tiếng nhìn tôn nữ chính mình nuôi dưỡng được đại lục tán tụng là nữ thần hỏi tần y cháu thực sự muốn gặp hai vương cấp kia vâng dù sao không thể vì bọn họ để cửa lớn phủ mình đóng chặt mãi có một số chuyện có lẽ nói rõ sẽ tốt hơn nói tới đây đôi mắt tần y nhìn trực tiếp tới nghệ phong trong ánh mắt lộ ra muôn vàn tình ý lâm hạo nhiên nhìn xung quanh cười khổ tiểu nữ này, quả thực đã say đắm tiểu tử nghệ phong. Bất quá, nghĩ tiểu tử này là cháu ngoại chính mình, trong đáy lòng âm thầm đắc ý. Nếu như người khác, quả thực không nỡ để cháu gái yêu quý của chính mình ra đi. Đúng vậy, ngoại công, phải đuổi những con ruồi nhặng này đi chỗ khác. Không thể để bọn chúng ngày nào cũng bay quanh nhà. Nghệ phong thản nhiên phụ họa, khiển khóe miệng lâm hạo nhiên co rúm lại, ai. Gọi hai đại vương cấp là ruồi nhặng, khẩu khí của tiểu tử ngươi cũng quá lớn đi. Nghệ Phong, đừng cậy sức, chuyện này để tần y ra ngoài là được, cháu hãy ở trong nhà. Đương nhiên Lâm Hạo Nhiên cũng nghe được tin đồn, kinh mạch Nghệ Phong bi đứt. Tuy rằng hắn không coi thường Nghệ Phong, thế nhưng chắc chắn không xem trọng. Ha ha, Nghệ Phong không giải thích, kéo cánh tay nhỏ bé mềm mại của tần y đi ra bên ngoài. Trong lòng âm thầm cười nhạt, vương cấp sao, bất luận là ai, quấy rối cuộc sống của tần y, đều phải trả giá đắt. Rất nhanh, Nghệ Phong dẫn tần y tới đấu trường quyết đấu tại đế đô đây cũng là nơi tần y hẹn gặp hai đại vương cấp. Nghệ Phong, đệ hãy đợi ta ở đây, sau khi ta nói rõ với bọn họ, sẽ quay lại tìm đệ. Tần y quay về phía Nghệ Phong mỉm cười, quả thực có một số việc nên nói rõ tốt hơn, giống như Nghệ Phong nói, một đám ruồi nhặng vây quanh người, thật phiền phức. Cuống hồ, hiện tại chính mình là nữ nhân của hắn. Nghệ Phong khoái chí cười cười, nhún vai nói, tỷ có thể xử lý vậy thì tỷ tới là được, bất quá, nếu như hai hỗn đản này chơi trò quấn chặt, vậy đừng trách bản thiếu gia trong lòng nghệ phong nghệ thầm nói trong mắt hiên lên một đao hàn quang sắc mặt tân y đỏ bừng liếc nhìn nghệ phong nàng buông tay nghệ phong ra thân ảnh chấp động hướng về phía đấu trường quyết đấu đột nhiên xuất hiện thân ảnh nữ nhân tuyệt mỹ thân thể bốc hỏa bao quanh cẩm y màu tím vô cùng tinh tế khuôn mặt mỹ lệ như tiên nữ dáng trần nàn da trắng như tuyết đôi mắt long lanh mị người phối hợp cùng khuôn mặt thanh tao thân thể bốc hỏa toát lên vẻ kiều mị làm người ta say lòng vốn rất nhiều quần chúng xem hai đại vương cấp quyết đấu, bỗng nhiên trông thấy bóng dáng nữ nhân xuất hiện, cả đám thất thần, yết hầu cuồn cuộn không ngớt, miệng lưỡi khô rát chàm chàm nhìn tần y. Giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, trời ạ, à, quả thực trên đời này, có nữ nhân thập toàn thập mỹ như vậy sao? Trên đấu trường, vốn hai đại vương cấp đang chiến đấu gay gắt. Bỗng nhiên trông thấy tần y xuất hiện, bọn họ liền ngước mắt nhìn lên, trong lúc đó nhãn thần si mê tới cực điểm. Mảnh khí thể sắc bén vừa nãy đã hoàn toàn tan biến. Đám người quan chiến không hiểu hai người kiệt xuất như vậy, tại sao phải quyết chiến tới mức đầu rời máu chảy chỉ vì một nữ nhân. Hải tiện bọn họ đã minh bạch, nữ nhân như vậy, cho dù là nam nhân bình thường cũng muốn có được. Nữ nhân như vậy, nếu có thể quất mạnh trên giường, cuộc đời này thật tuyệt biết bao. Nghệ Phong trông thấy trong ánh mắt tham lam của mọi người bốc lên hỏa diễm. Không khỏi cười khổ, quả thực chính mình đã đánh giá quá thấp mị lực của Tần Y. Tần Y trông thấy hai đại vương cấp đang chăm chú nhìn chính mình, đôi mi thanh tú khẽ trao lại, trong mắt hiện lên vẻ không thích nói. Hai vị đại nhân, ta tới đây, muốn nói với hai người, về sau đừng nên dùng bất cứ hình thức nào xuất hiện trước mặt ta. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 165, tần y nhà ta không thích phế nhân. Giọng nói nhàn nhạt, nhạt, khiến mọi người đứng sững sờ tại chỗ. Tuy rằng trước đây tần y cũng cự tuyệt hai người, thế nhưng không vô tình như vậy hai đại vương cấp cũng đứng ngây dại tại chỗ đối với bọn họ mà nói tuy rằng không phải lần thứ nhất tần y cự tuyệt bọn họ nhưng bọn họ vẫn luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó tần y sẽ cảm động thể nhưng thật không ngờ lúc này nàng tới câu nói đầu tiên chính là cự tuyệt bọn họ không chút do dự tại sao trong đó một vương cấp anh tuấn mặc áo bào xanh không cam lòng lên tiếng không sao cả bởi vì ta đã có nam nhân câu nói này nhất thời khiển tràng cảnh trở nên xôn cao, đám người nhìn nữ thần trước mắt bảng ánh mắt khó tin, thật vậy sao? Chuyện tế nhị như vậy, tần y có thể nói ra sao? Nam nhân kia ý nghĩa thế nào, khiến nàng trực tiếp nói ra câu nói như vậy? Nghệ phong đứng xứng sờ tại chỗ, hắn không ngờ với tích cách của tần y lại có thể nói ra câu nói như vậy. Mạnh mẽ nói, ta đã có nam nhân, hiển nhiên nàng rất yêu mình. Hai đại vương cấp chừng mắt ngây dại tại chỗ, thực không ngờ, nữ thần trong mắt bọn họ luôn luôn có chút ngạo ý, rõ ràng vì một người nam nhân mà bạo gan nói ra những lời như vậy. Điều này không thể nghi ngờ, chứng minh nàng yêu nam nhân kia tới cực điểm. Nàng không hề quan tâm tới hình tượng của chính mình trong tầm mắt mọi người. Không thể, không thể nào, bọn họ không tin đây là chuyện thực, lắc đầu lia địa, nhãn thần liếc nhìn tần y, dường như muốn nhìn thấu ruột gan nàng. Thế nhưng... Khi bọn họ nhìn tói khuôn mặt lãnh tĩnh của nữ nhân trước mắt, đôi mắt long lanh như nước thản nhiên như không. Trong đáy lòng bọn họ phần nào tin đây chính là sự thực. Trong đó có một vương cấp nhìn Tần Y không cam lòng, lạnh lùng nói: Hắn là ai vậy? Câu nói mang theo sát ý, khiến Tần Y khẽ nhíu mày, nhìn ra phía ngoài thản nhiên nói: Ta không cần nói nhiều với ngươi như vậy, ta đến đây, bất quá muốn nói với ngươi, về sau hy vọng không thấy các ngươi nữa mà thôi, cũng không muốn các ngươi đến phủ ta quấy rối cuộc sống của ta. Điều này sẽ làm phu quân ta không vui." Câu nói này khiến mọi người lại đứng sững sờ tại chỗ, rốt cuộc là nam tử như thế nào? lại khiến nữ thần biến thành như vậy, ta thua cũng phải thua minh bạch, rốt cuộc là ai mà khiến nàng nỗ lực như vậy, hai đại vương cấp cắn răng, nhìn tần y không cam lòng nói. Đối với bọn họ mà nói, đã kích trong lòng vô cùng lớn, bọn họ là vương cấp trẻ tuổi nhất đế quốc trạm lam. Muôn vàn vinh dự bao quanh thân, đã sớm dưỡng thành suy nghĩ của bọn họ. Bọn họ cho rằng bất luận thứ gì trên thế giới này bọn họ đều có thể chiếm được. Mặc dù tần y một mực đóng chặt cửa để bọn họ ở ngoài nhưng bọn họ vẫn luôn tin tưởng, chung quy có một ngày nào đó, Tần Y sẽ chấp nhận bọn họ. Đây chính là sự tự tin một người 30 tuổi đã trở thành cao thủ vương cấp. Bọn họ cho rằng, bọn họ chính là nam nhân ưu tú nhất trên thế giới này. Xin lỗi, ta không có nghĩa vụ giải thích với ngươi, ngữ khí nhàn nhạt, từ trên đài cao vang lên, tiếp đến chấn động hư không, truyền vào tai đám người vây xem. Giọng điệu không chút cảm tình, khiến hai đại vương cấp nhìn tần y chằm chằm. Giờ khắc này bọn họ mới hiểu, trong đáy lòng Tần Y chưa từng để ý tới bọn họ, bọn họ không khác gì những người qua đường, không đáng quan tâm. Nghĩ vậy, khuôn mặt hai người biến sắc, gân xanh bạo động khắp người. Đấu khí trong cơ thể cũng vì cổ tâm tình này ức chế bắn ra. Khí cường đại phụt ra ngoài, khiến lồng ngực đám người vây xem cảm thấy khó chịu, toàn bộ đám người liền lùi lại phía sau vài thước. Thế nhưng, khi bọn họ trông thấy sắc mặt Tần Y không chút thay đổi, toàn bộ đám người liền ngẩn ngơ suy nghĩ, vốn nữ nhân này khiển thể nhân ngất ngây điên đảo không ngờ thực lực cũng cường hãn như vậy chúng ta thua thua không cam lòng thế nhưng ta chỉ hy vọng trông thấy người kia xem hắn rốt cuộc có tài cán gì vương cấp mặt áo bảo xanh vẫn căn răng nói ta nói rồi các ngươi không đủ tư cách gặp hắn ngữ khí thản nhiên cũng đủ để đả kích hai đại vương cấp tới mức phát cuồng ha ha không đủ tư cách hay là nàng không dám kêu hắn tới đây lẽ nào nàng lấy một kẻ hèn nhát nhu nhược không dám gặp mặt mọi người sao Thanh âm càn rỡ vang vọng khắp đấu trường, truyền đi rất xa. Giờ khắc này, sắc mặt Tần Y cũng đại biến, khuôn mặt nàng tinh xảo tới tột cùng, dường như kết thành tảng băng dày. "Xin hãy tôn trọng, bằng không, cho dù là vương cấp, ta cũng khiến các ngươi sống không bằng chết." Giọng nói đầy sát ý, khiến mọi người ngẩn ngơ, không ngờ Tần Y tao nhã thanh cao như vậy cũng nổi giận, chỉ vì người khác nói nam nhân của nàng là kẻ nhu nhược hèn nhát mà thôi. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như hắn không phải kẻ hèn nhát, vậy hãy ra đây! để mọi người thấy hắn xem hắn có xứng với nàng hay không vương cấp mặc áo bào xanh cười nhạt trong giọng nói tràn đầy ý châm trọc câu nói này nhất thời khiến mọi người cảm giác được nhiệt độ xung quanh giảm xuống chỉ thấy một luồng đấu khí giống như hàn băng từ trên cơ thể tần y phát ra hiển nhiên nàng đang chuẩn bị xuất thủ lão bà nàng không cần so đo với đám người ngu mốc này giọng nói nhàn nhạt truyền tới tai mọi người nguyên bản nhiệt độ vừa mới giảm xuống cũng khôi phục lại như cũ mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh chỉ thấy một thiểu niên khẽ vào tới bên cạnh tần y bàn tay to lớn ôm trầm lấy eo thon mềm mại của tần y sao đệ lại tới đây tần y vừa mới nổi giận lúc này trông thấy nghệ phong nàng thuận thế ngả vào trong lòng nghệ phong ngữ khí tràn đầy nhu tình nhẹ giọng hỏi mọi người trông thấy tràn cảnh như vậy nhãn thần bốc hỏa nhìn chằm chằm vào cánh tay nghệ phong đang ôm eo tần y nhãn thần hiện lên đầy vẻ đố kỵ ánh mắt dường như muốn chém nghệ phong thành trăm mảnh hừ Nghệ Phong hừ lạnh, lực đạo cường đại trên tay mạnh mẽ kéo Tần Y vào trong lòng. Tần Y giận dữ liếc nhìn Nghệ Phong, trong lòng thầm trách hành động của hắn. Thế nhưng nàng vẫn để hắn tùy ý ôm chính mình, dường như dáng vẻ e thẹt, nhất thời khiến mọi người thất thần, rốt cuộc toàn bộ đám người cũng tin lời nói của Tần Y là thật. Nguyên bản nàng thực sự đã có nam nhân, hỗn đản này quá đáng ghét, kháo, hắn có tư cách gì để nữ nhân xinh đẹp như vậy ngả vào lòng. Nghệ Phong lạnh lùng nhìn hai đại vương cấp trước mắt, trong lòng cười nhạt, vốn chỉ biết Tần Y không thể giải quyết nhanh gọn, nhưng không nghĩ chính mình phải đứng ra. Chuyện được thực hiện bởi kênh truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 166, đánh cường giả Vương cấp trọng thương. Bất quá hai người này gây sự, nếu như chính mình thực sự không đứng ra, tùy ý để Tần Y ở đây đối kháng cùng bọn họ, chính mình không đáng làm nam nhân. Tự thân tự cung là vừa, quan trọng là Nghệ Phong không muốn thế nhân nói nam nhân của Tần Y là kẻ nhu nhược, nhát gan. Tuy rằng chính mình không sao, thế nhưng dù sao chính mình nên suy nghĩ vì Tần Y. Chuyện trước mắt, chính mình giúp nàng là tốt nhất. Tần Y say đắm nhìn nam nhân trước mắt, tuy không biết hiện tại thực lực của hắn mạnh tới cỡ nào. Thế nhưng chắc chắn không phải đối thủ của vương cấp, cho dù như vậy, hắn vì chính mình mà đứng ra. Điều này cũng khiến nàng vô cùng cảm kích. Hai đại vương cấp chàm chàm nhìn Tần Y nằm gọn trong lòng Nghệ Phong, hai người vô cùng kinh ngạc đồng thời lửa giận trong lòng bộc phát thậm chí trên trán nổi cả gân xanh bọn họ chưa bao giờ nghĩ nữ thân trong lòng chính mình luôn luôn cao quý lãnh ngão lại vì một nam nhân mà hiện ra dáng vẻ giống như chú chim nhỏ nép vào trong lòng người khác như vậy ngươi chính là nam nhân của tần y giọng điệu đầy ý khiêu chiến từ miệng vương cấp thốt ra sao nào lẽ nào ngươi có điều gì cần chỉ giáo nghệ phong nhìn đối phương mỉm cười ngữ khí nhàn nhạt không hề để ý giọng điệu phẫn nộ của hắn chỉ giáo ta đây không dám, bất quá, nếu như ngươi biết điều, hãy mau rời xa tần y. Giọng nói vô cùng lanh lùng, truyền tới lỗ tai nghệ phong, khiển hắn hơi chút dại ra. Chuyện này, ta có thể hỏi ngươi được không? Khi mẫu thân ngươi, sinh ngươi, có phải không bính kèm bộ não? Giọng điệu thản nhiên, khiến mọi người bật cười. Bất quá, mọi người đều nhìn nghệ phong bằng ánh mắt khâm phục, dám mắng vương cấp không đầu óc. Coi như cũng người cũng có chút khí phách, quả nhiên, vương cấp mặc áo bào xanh tức giận đến mức thân thể run lẩy bẩy ngón tay chỉ thẳng vào nghệ phong há miệng nói ngươi ngươi một lúc lâu hắn cũng không nói thành lời khụ mẫu thân ngươi không chỉ không sinh ngươi không chút đầu óc nguyên lai like đầu lưới cũng thiếu thành một kẻ nói lắp hai tử mau về nhà đi nhà tần y của ta không thích những kẻ tàn tật như ngươi Hít, mọi người đều ôm bụng cười quả thực tên tiểu tử này mắng chửi người khác rất khá tiểu tử ta muốn quyết đấu với ngươi đại vương cấp đứng bên cạnh trầm mặc không nói gì đột từ phía tần y chuyển nhìn nghệ phong lạnh lùng nói nghe phong nhìn thoáng qua giọng nói thản nhiên đầy vẻ coi thường các ngươi không đủ tư cách câu nói này khiển đám người xung quanh rộ lên nhìn nghệ phong rốt cục không nhìn thấy đối phương có điểm nào không bằng hắn ngươi sợ sao nếu như sợ hãy dập đầu chịu thua từ bỏ tần y ta sẽ bỏ qua cho ngươi ngữ khí cuồng ngạo không thể che giấu được ý châm biếm trong đó tần vốn bị nghệ phong ôm khuôn mặt đỏ bừng bỗng nhiên nghe câu nói này, sắc mặt liền đại biến, khí lạnh mạnh mẽ bốc lên. Nghệ Phong nắm chặt tay chính mình, nhìn nữ nhân quyển rũ trong lòng nhẹ nhàng nói. Để ta xử lý hắn, tần y nghe thấy Nghệ Phong nói như vây, nàng ngẩn người, gật đầu ưng thuận, toàn bộ thần thể cũng mềm xuống. Ha ha, vốn tưởng rằng ngươi thông minh hơn vương bát màu xanh bên cạnh. Không ngờ giống như kẻ không biết suy nghĩ, người a hát, không thể ngu ngốc như vậy. Nghệ Phong thở dài một hơi, nói một câu đầy ẩn ý, câu nói có vẻ thâm trầm, khiến đám người vây xem nhìn nghệ phong bằng ánh mắt khinh thường, kháo, dường như người rất giống người thông minh. Sức kiềm chế của vương cấp mặc áo bào đen hiển nhiên tốt hơn vương cấp áo bào xanh rất nhiều. Hắn không để ý tới câu nói châm chọc của nghệ phong, lạnh lùng nhìn nghệ phong nói. Không dám sao, lẽ nào ngươi để người đời cho rằng, tần y yêu một kẻ nhu nhược sao? Chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ vì nàng sao? Những lời này, nhất thời khiến ánh mắt nghệ phong ngưng động cánh ta buông eo nhỏ quyến rũ của tần y ra, tiến về phía trước, lạnh lùng nói. Không thể không nói, người thông minh hơn vương bát màu xanh kia, thể nhưng nói người biết. Người vẫn không đủ tư cách khiêu chiến với ta, ngữ khí lạnh lùng, khiến mọi người bàng hoàng, đám người nhìn về phía hai đại vương cấp bảng ánh mắt cổ quái. Vương cấp mặc áo bào xanh nổi giận gầm lớn, hắn cười lạnh nói. Không đủ tư cách, bây giờ lão tử sẽ để ngươi biết, ta có đủ tư cách hay không. Nói xong, đấu khí trong cơ thể hắn mạnh mẽ bắn ra. Luồng đấu khí khổng lồ màu xanh mờ mờ ảo ảo bạo động, toàn bộ khoảng không chịu áp lực lớn liền ngưng động lại, khiến người ta không sao thở nổi. Tần y thấy vậy liền tiến lên phía trước một bước, đang định xoay người tiến vào khối năng lượng. Lại phát hiện cánh tay của chính mình bị nghệ phong kéo lại, hắn truyền tới bên tai âm thanh chân thật đáng tin. Hãy để ta tới, với tư cách là nam nhân của tỷ. Chuyện này là trách nhiệm của ta, tần y có chút sừng sốt, nhãn thần chăm chú nhìn về phía nghệ phong. Trông thấy gương mặt góc cạnh kia rất nghiêm túc, trong lòng nàng hoảng hốt, nhưng cũng vui vẻ gật đầu. Không nữ nhân nào không muốn nam nhân của chính mình ngăn chặt sóng gió. Tuy rằng không biết nghệ phong tự tin tới mức nào, thế nhưng tần y rất tin tưởng nghệ phong. Hắn nói đi, chính là đi, nữ thần trong lòng chính mình và nam nhân trước mắt tình trạng ý thiếp, nhất thời càng kích phát lòng đố kỵ trong hắn, hắn không kiềm chế được. Cánh tay huy động đấu khí càng quét hướng về phía nghệ phong. Tiểu tử, nếu như ngươi có tài hãy tỉ thí cùng ta một hồi." Nghệ Phong nhìn Vương Cấp mặc áo bào xanh đang hướng về chính mình bằng ánh coi thường, khóe miệng cười nhạt, cấp tốc bay tới. Thân thể không hề tránh né, dường như nhìn hắn như nhìn xác chết. Tốc độ của Vương Cấp càng lúc càng nhanh, thoáng chốc tới trước mặt Nghệ Phong. Nắm tay mang theo lực lượng cường đại đánh tới ngực Nghệ Phong. Đám người vây xem trông thấy tràng cảnh như vậy, liền nhắm chặt hai mắt, không dám tiếp tục nhìn. Quả thực nếu như quyền này đánh chính xác, không chết cũng tàn phế phụt đúng như mọi người dự liệu tiếng phun máu truyền tới tai mọi người thế nhưng khi bọn họ mở mắt xem lại thấy tràng cảnh vô cùng kinh khủng chỉ thấy trên miệng vương cấp mặc áo bào xanh không ngừng phun ra máu tươi trong nháy mắt đất dưới chân đều đỏ lòm mọi người trông thấy tràng cảnh kinh khủng này vốn tưởng rằng nghệ phong đứng kia ắt sẽ bị thương nặng thế nhưng vương cấp kia không thể chạm tới y phục của nghệ phong ngay lập tức phun máu biến cố xảy ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng Toàn bộ đứng ngây dại tại chỗ. Đám người tiếp tục chuyển ánh mắt hướng về phía Nghệ Phong, lại phát hiện trước mắt hắn là một người toàn thân bao phủ bộ đồ đen, trên đầu quấn khăn đen. Toàn bộ trông rất quỷ dị. Chuyện được thực hiện bởi kênh truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 167, ta đã nói ngươi không đủ tư cách. Vương Cấp mặc áo bảo đen thấy người tiến tới, sắc mặt đại biến. Hắn có thể cảm nhận được luồng khí tức cường đại trên người đối phương. Hơn nữa, hắn tận mắt chứng kiến tràn cảnh vừa rồi. Vương cấp mặc áo bảo xanh nhanh tay đánh tới trước ngực nghệ phong. Bỗng nhiên người này xuất hiện, một trường, chỉ một trường khiển vương cấp áo bảo xanh phun máu, đập mạnh xuống đất. Thực lực này, quả thực khiến người ta kinh hãi tới cực điểm. Tuy chính mình và vương cấp mặc áo bảo xanh vừa mới tiến tới vương cấp. Dù sao cũng là vương cấp, cho dù là vương cấp nhất sai, cũng khiến người khác ngưỡng mộ. Thế nhưng người thần bí trước mắt, rõ ràng chỉ cần một trường có thể thể đánh vương cấp nhất giai phun máu. Điều này cho thấy, thực lực của người này ít nhất phải đạt tới vương cấp đỉnh phong mới có thể làm được như vậy. Vương cấp mặc áo bào đen nhìn người thần bí này, đứng sững sờ không dám cử động. Bởi vì hắn phát hiện, cổ khí thức cường đại đang tập trung trên cơ thể chính mình, hắn không chút nghi ngờ, nếu như chính mình. Chỉ khẽ cử động, số phận sẽ giống vương cấp mặc áo bào xanh, giờ khắc này, hắn mới hiểu được, vốn chính mình tại đại lục này không đáng nhắc tới dù là vương cấp trẻ tuổi nhất, vậy đã thấm vào đâu? Bị người ta bước bước còn không dám cử động, nghĩ vậy, hắn liền nản lòng thoái thoái trí. Tần y trông thấy người này bỗng nhiên xuất hiện, nàng không khỏi ngẩn người. Thực lực của người này thực sự quá mạnh, đây chính là vương cấp A-H. Giống vậy, nghệ phong không ngờ mà đầu này lợi hại tới tình trạng như vậy. Nghệ phong nhớ tới thiên nghịch trước đây nói với chính mình, mà đầu này là vương cấp lục giai. Nhìn tình hình hiện tại, thực lực của hắn ít nhất đã ngoài bát giai bất quá mà đầu này càng mạnh đối với chính mình lại càng lợi hắn liền cười cười tần y trông thấy dáng vẻ tươi cười tà mị của nghệ phong nghệ phong hắn là ai a à, chắc là nàng cũng đoán được nghệ phong vừa cười vừa nói tần y ngây người tuy rằng nàng biết nghệ phong có thân phận rất đặc biệt tại thánh tông thế nhưng cũng không ngờ địa vị của hắn lại đặc biệt như vậy rõ ràng có thể sai khiển cả cao thủ vương cấp đỉnh phong chuyện này thật kinh khủng tất nhiên từ khi đám người quan chiến trông thấy người thần bí này xuất hiện, đều đứng ngây dại tại chỗ. Một trường đánh cao thủ vương cấp thương nặng, thật sự quá cường hãn. Dường như mọi người đã hiểu vì sao vừa nãy nghệ phong nói hai đại vương cấp kia không đủ tư cách. Ngay cả cao thủ như vậy cũng có thể sai khiến, vậy hắn kinh khủng tới cỡ nào, hoặc là thế lực đứng phía sau lưng vô cùng kinh khủng. Nghĩ vậy, ánh mắt đám người vừa nãy bởi vì tần y mà cam thù cũng vụt tắt. Hơn nữa, mặc dù tần y mị hoặc tới cực điểm, thể nhưng cũng không hề dám chuyển mắt nhìn tới. Đứng trước thân ảnh nữ nhân bốc hỏa như vậy, nam nhân bọn họ cũng chỉ có thể dám nhìn trộm. Nghệ Phong thản nhiên nhìn quanh bốn phía, trông thấy ảnh mắt mọi người tách rời khỏi hắn. Lúc này hắn mới buông bàn tay nhỏ bé mềm mại của tân y, bước từng bước, trong tầm mắt của mọi người, từ từ hướng về vương cấp mặc áo bào xanh. Dễ nhận thấy vương cấp áo bào xanh bị thương rất nặng, hắn trông thấy Nghệ Phong đang hướng về phía chính mình, ánh mắt ngưng động không gì sánh được. Tức giận trong lòng bốc lên, khiến hắn lại lần nữa phun máu tươi. Ha ha, vừa nãy, chẳng phai rất nghiêu sao, tại sao bây giờ cũng chỉ có thể nằm dưới đất mà phun máu. Chẳng phải ngươi muốn quyết đấu cùng ta sao, ta cho ngươi cơ hội này, đứng lên nào. Câu nói đầy ý châm biếm, nhất thời khiến mọi người nhìn nghệ phong bằng ánh mắt khinh bỉ. Người ta nằm trên mặt đất không thể cử động, vậy mà ngươi không biết xấu hổ nói ra những lời châm chọc như vậy. Khổ, ta chỉ biết, ngươi là phế nhân thiểu suy nghĩ không thể đứng dậy bản thiểu ra trước mặt ngươi, cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi quá yếu đuối. Thấy bản thiếu ra rõ ràng sợ hãi nằm sấp xuống đất, và lại còn phun máu. Nghệ phong trừng mắt nói nhảm, khiến trong lòng mọi người xì một tiếng khinh miệt, thầm mắng hắn vô sỉ. Vương cấp áo bào xanh hiển nhiên bị nghệ phong chọc giận, trong miệng lại tiếp tục phun máu. Máu chảy trên áo bào xanh, khiến áo bào xanh của hắn nhuộm thành màu đỏ tươi. Nghệ phong trông thấy tràng cảnh như vậy, sắc mặt trở nên trầm lắng, vẻ mặt bớn cợt vừa này hoàn toàn biến mất ngược lại bộ dáng vô cùng lạnh lùng. Ta nói rồi, ngươi không đủ tư cách, nhất định ngươi không đủ tư cách. Ta không muốn ngươi tiếp tục xuất hiện trước mặt tần y. Bằng không, lần sau gặp lại ngươi, ta sẽ lấy mạng ngươi. Câu nói hiện lên sát ý, khiến mọi người giật mình. Bọn họ nhìn nhãn, thần nghệ phong cũng có chút sợ hãi. Nghệ phong lạnh lùng trông thấy toàn bộ đám người đều tránh né ánh mắt hắn. Hắn muốn nhân cơ hội này để uy hiếp, dùng uy thể của người khác để dọa bọn họ sợ hãi để bọn họ biết người nào có thể trêu chọc người nào không thể chọc mà tần y cũng không phải người để bọn họ có thể thương nhớ nghệ phong thản nhiên liếc mắt nhìn vương cấp áo bảo đen đứng bất động tại chỗ nhàn nhạt nói vừa nãy ta nói người thiếu tư cách khiêu chiến với ta người tán thành hay không nghệ phong vừa dứt lời vương cấp áo bảo đen liền cảm thấy cổ khí thế tập trung trên cơ thể mình càng mãnh liệt rõ ràng bị đè nén trên trán hắn toát mồ hôi lạnh hắn liếc nhìn nghệ phong tiếp đến thất thần liếc nhìn tần y Lúc này, dường như hắn mới bừng tỉnh, nữ nhân như vậy, làm sao chính mình có thể sở hữu, lúc trước tại sao chính mình có thể buồn cười như vậy. Ngươi không trả lời, vậy ta đây có thể nghĩ ngươi đã âm thầm thừa nhận. Nghệ Phong nhàn nhạt, nhạt nói, khiến trong lòng mọi người minh bạch, Tần Y có nam nhân cường thế như vậy, thảo nào nàng luôn coi thường hai đại vương cấp này. Trang cảnh như vậy, cũng khiến Nghệ Phong âm thầm gật đầu, đây mới là kết quả hắn muốn. Bất luận là nữ nhân đều có hư tâm bất cứ nữ nhân nào cũng đều hy vọng nam nhân của chính mình mạnh mẽ nghệ phong không muốn về sau thể nhân nói nam nhân của nàng là người nhu nhược hèn nhát hắn muốn thế nhân đều biết đức lang quân của tần y là người mạnh mẽ đây cũng coi như là lễ vật dành tặng tần y mặc dù vì thể nghệ phong phải trả cái giá khá đắt thể nhưng vì nàng tất cả đều đáng giá nghệ phong trông thấy tất cả mọi người không dám nhìn tới chính mình đang đứng cạnh tần y lúc này mới quay về phía vương cấp áo bào đen nói một người 30 tuổi có thể trở thành cường giả vương cấp, có lẽ được thể nhân tán tụng. Thế nhưng các ngươi hãy nhớ kỹ, các ngươi trong mắt ta không là gì cả. Làm thịt các ngươi không khác gì thịt chó, cho nên các ngươi không nên quấy rối cuộc sống người khác. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 168 Chủ nhân sát lâu Trong giọng nói nhàn nhạt lộ ra thế lực cường đại khiển vương cấp áo bào đen cười đắng ngắt vốn chính mình trong mắt người ta chính là chó đợi người ta làm thịt tần y chúng ta đi nghệ phong kéo tay tần y mang theo tần y đầy nhu tình rời khỏi đấu trường khiển mọi người ngây dại tại chỗ nghệ phong không phải không muốn làm thịt hai đại vương cấp này bất quá chuyện này liên quan rất lớn tuy rằng hai người này vừa mới trở thành vương cấp nhưng dù sao cường giả vương cấp rất ít ở bất cứ đâu cũng đều là nhân vật thành danh huống hồ đây còn là lực lượng của hoàng thất nếu như thực sự làm thịt hai vương cấp này, e là ngày sau chính mình không được sống yên ổn. Đây cũng là nguyên nhân, nghệ phong có chút điềm đạm. Hiện tại không phải lúc thích hợp để hắn tiết lộ thân phận. Khi nghệ phong tới trước phủ ngoại công, người mặc hắc ý thần bí kia theo sau nghệ phong, rốt cục cũng mở miệng nói. Ta có vài lời muốn nói với ngươi, ngữ điệu giống như người chết, trong đó tiết lộ sát ý lạnh lùng tới cực điểm. Lời này khiến nghệ phong trừng mắt, thảo nào dáng vẻ thiên nghịch cũng lãnh khốc như vậy. Cảm tình chính là ma đầu này dạy dỗ. Ta tưởng rằng ngươi vẫn theo ta, không nói lời nào. Có gì ngươi cứ nói." Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía ma đầu này, cười nói. "Ma đầu này chính là sư phụ của Thiên nghịch, nắm sát lâu trong tay." Nghệ Phong nghĩ chuyện ma đầu này giải quyết hai đại vương cấp kia, bởi hai ngày trước chính mình tìm tới căn cứ của sát lâu tại Đế Đô. Có lẽ người khác muốn tìm tới căn cứ của sát lâu sẽ rất khó khăn. Thế nhưng đối với Nghệ Phong mà nói, là chuyện rất đơn giản. Bởi thiểu chủ sát lâu thiên nghịch đã nói hết với chính mình. Điều bất ngờ chính là, lão ma đầu này vừa tới căn cứ sát lâu tại đế đô. Vừa vận nạp làm tráng đinh. Bất quá, hắn phải trả cái giá khá đắt. Lão ma đầu khẽ nhíu mày, quay đầu liếc nhìn tần y, lạnh lùng nói. Khiến toàn thân tần y khẽ run lên, nhìn đôi mắt lão nhân thần bí trước mắt này lại càng kinh hãi. Lão ma đầu, người có chuyện gì hãy nói mau. Chuyện của ta không liên quan tới nàng. Nghệ phong bất mãn nhìn lão ma đầu. Ba từ lão ma đầu, khiến ánh mắt hắn ngưng trọng, khí thế mạnh mẽ tới cực điểm uy áp nghệ phong. Khiến Nghệ Phong cảm giác được từng đạo sát khí cường bạo thâm nhập vào cơ thể chính mình, khiến hắn có chút sợ hãi. Đối với ma đầu giết người như ma quỷ này, trong lòng hắn cũng có chút khiếp sợ. "Tiểu tử, tốt nhất ngươi không nên chọc tức ta, bằng không ta sẽ giết chết ngươi." Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng, bất đắc dĩ nói, "Thực ra ta không nghi ngờ những lời này của ngươi, thế nhưng ít nhất hiện tại ngươi sẽ không giết bản thiếu gia." ngươi còn muốn bản thiếu gia làm gì đó giúp ngươi ngươi không bao giờ làm buôn bán lỗ vốn hừ lão ma đầu triệt bỏ khí thế của hắn quay về phía nghệ phong nói bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng sau khi nghệ phong nghe xong lời này bất đắc dĩ nói ngươi thật độc ác ta cầu ngươi ra tay một lần mà thôi rõ ràng ngươi muốn ta giúp thiên nghịch ba lần ta cảm thấy bản thiếu gia ta rất thiệt thòi nghệ phong tìm được ma đầu này trợ giúp quả thực hắn sảng khoái nhận lời Bất quá, điều kiện hắn muốn chính là chính mình phải giúp thiên nghịch ba lần. Ai, hôn đản thiên nghịch kia còn tính toán tỉ mỉ hơn ta. Ba lần này, chuyện tình giống vậy nhất định hắn sẽ không tìm chính mình. Đúng là loại công phu sư tử ngoạn, người tự nguyện, câu nói của lão ma đầu, nhất thời khiển nghệ phong ngậm miệng, được, ai bảo hiện tại thực lực của chính mình không cường đại. Đành phải để hắn tùy ý ăn hiếp, bất quá, nếu như lão ma đầu này không coi trọng quan hệ của bản thiếu gia và thiên nghịch, thực ra sẽ không tới giúp mình ít ngày nữa thiên nghịch sẽ tới đế đô, nắm giữ công việc ở đây. Nếu như có thể, người phải giúp hắn nhiều hơn. Đột nhiên lão ma đầu quay về phía nghệ phong nói, giọng điệu rất hiền lành. Lúc này nghệ phong nghe xong, hắn sửng sốt, có chút nghi hoặc nói. Sát lâu xảy ra chuyện, lần trước người cũng tới sớm hơn thiên nghịch. Lão ma đầu thản nhiên nói, mấy lão già nháo chuyện mà thôi, không gây được sóng gió. Nghệ phong nghe vậy, cũng không hỏi tiếp, dù sao đây cũng là chuyện của sát lâu hắn. Ngươi yên tâm đi, chuyện gì giúp được ta sẽ giúp, bất quá, ngươi cũng phải hiểu, tuy rằng thân phận của ta tại thánh địa có chút đặc biệt, thế nhưng không thể vận dụng thế lực tại thánh địa, nên lần này ta phải nhờ ngươi giúp ta lần này. Lão ma đầu không trả lời Nghệ Phong, mà nói, loại dược liệu ngươi muốn, ta sẽ kêu Thiên nghịch mang tới. Bất quá, ngươi phải giao cho Thiên nghịch 5 phần thành phẩm. Nghệ Phong đành phải chấp nhận gật đầu, ai bảo chính mình không kiểm được dược liệu. Lão ma đầu thấy Nghệ Phong ưng thuận, cũng không nói thêm lời nào. Thoáng chốc biến mất trước mặt Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong không khỏi cảm thán, không hổ là chủ nhân sát lâu, tốc độ thực sự quá cường hãn. Nghệ Phong trông thấy Tần Y đang ngơ ngác nhìn chính mình, liền nói. Hiện tại đã hiểu, lão ma đầu này chính là sư phụ của thiên nghịch, mẹ nó, ta thỉnh hắn giúp ta một bận, rõ ràng bắt ta báo đáp cao như vậy, Tần Y nghe Nghệ Phong nói, trong lòng khẽ chấn động. Không ngờ người vừa nãy trò chuyện kia chính là chủ nhân của sát lâu và thiên nghịch chính mình từng gặp qua một lần rõ ràng chính là thiếu chủ của sát lâu chuyện này chẳng phải lực cười sao chủ nhân sát lâu huyền bí biết bao ngay cả phụ thân chính mình rất sùng bái hắn cũng không tìm ra thân phận của hắn cũng thật không ngờ nghệ phong vừa ra tay có thể mời hắn động thủ không được lại gần mau ra ngoài tần y mạnh mẽ che cánh cửa trước chính mình e thẹn nói nàng đè chặt cánh cửa không ngừng đẩy nghệ phong ra ngoài khuôn mặt nàng khẽ nóng lên Hiển nhiên đã biết được chủ ý của Nghệ Phong. Nghệ Phong đưa tay vào bên trong cánh cửa, dùng tay ngăn cản Tần Y đóng chặt cửa. Toàn bộ thân thể từ từ muốn chen vào bên trong, lại phát hiện Tần Y đè nén cánh cửa thật mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thân thể Nghệ Phong bị cánh cửa đè nén, vào không thể vào, ra cũng không thể ra. Tần Y tỷ, không cần độc ác như vậy chứ, ta bị bẻ thành hai mảnh rồi. Vẻ mặt Nghệ Phong vô cùng khổ sở, toàn bị kẹt bên trong cánh cửa. Cảm giác hết sức khó chịu. Tần y ghé mắt nhìn thảm trạng của nghệ phong bị kẹt trong cánh cửa, nàng liền cười hi hi. Đáng đời, ai bảo đệ ngươi suy nghĩ không lành mạnh. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 169, không muốn ly biệt, nghệ phong bất mãn phản bác, ta nghĩ trên đời này không ai lành mạnh hơn ta, bất quá, ta chỉ muốn nói chuyện lý tưởng nhân sinh với tỷ mà thôi. Phi, tần y nghe lời nhảm nhí của nghệ phong, cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên. Nàng hiểu rõ tính cách của nghệ phong, làm sao không biết trong đầu hắn suy nghĩ cái gì. Hừ, không được phép lại gần ta, mau đi ra, tần y trừng mắt nhìn nghệ phong, nghệ phong giật giật mình, thấy thân thể không sao di chuyển được, hắn cười khổ nói. Như vậy, làm sao ta có thể ra ngoài, tần y trông thấy dáng vẻ hắn giống như bạch tuộc, không kiềm chế được liền cười khẽ một tiếng. Tiếng cười này khiến tâm hồn nghệ phong chân động, nhãn thần hắn lóe sáng nhìn tần y tần y cảm giác được ánh mắt nồng nhiệt của hắn khuôn mặt khẽ ửng đỏ nhẹ giọng nói ta buông tay ra đệ không được lại gần nghệ phong ngượng cười rốt cục cũng chấp nhận tần y từ từ buông cánh cửa ra đã thấy nghệ phong dùng sức đẩy mạnh của tần y không kịp trở tay thân thể hắn liền bổ nhào vào trong phòng nàng đệ vô lại tần y trông thấy nghệ phong bổ nhào vào phòng nàng tức giận của trách nghệ phong cười khà khà ôm chầm lấy thân thể mềm mại của tần y không để tần y cự quậy tà mị nói đây cũng không phải ngày đầu tiên tỷ quen ta ta chính là kẻ vô lại tần y nghe vậy nhất thời không nói gì tên vô lại này quả thực không còn cách nào trị hắn tần y cảm giác được hai bàn tay của nghệ phong trườn khắp cơ thể chính mình không khỏi phát cáu liếc mắt nhìn nghệ phong nắm lấy hai tay hắn nói đừng nghịch ngợm linh tinh theo ta trò chuyện nghệ phong cảm thấy hai bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm chặt bàn tay của chính mình không để mình hành động trong lòng vô cùng ước chế Thật không ngờ lần thứ hai còn khó hơn lần đầu tiên rất nhiều. Nghệ Phong bất đắc dĩ hạ tay xuống, ôm thân thể lấy thân thể Tần Y cùng nàng nằm xuống giường thơm mát mềm mại. Tựa hồ cảm giác được sự chiều mím đáng yêu của Nghệ Phong, Tần Y liền nghiêng người ngả vào lòng Nghệ Phong. Nàng cũng buông lòng tay, để bàn tay Nghệ Phong tùy ý chui vào y phục của nàng. Đệ thực sự là một bạo quân, Tần Y quay về phía Nghệ Phong, bất mãn của trách. Tần Y tỉ, dường như Nghệ Phong không thể kiềm chế nổi hắn cúi đầu ghé miệng vào tai tần y, nhẹ giọng nói. Giọng nói nhỏ nhẹ, khiến tần y khẽ giật mình, cái cổ trắng noãn liền biến thành màu hồng, hai trong mắt lóng lánh như nước. Cảm thụ được bàn tay ấm áp ôm chặt lấy chính mình, dường như nghệ phong muốn chính mình dung nhập trong lòng hắn. Nàng khẽ nhắm cặp mắt có chút mê ly, chờ tay ôm lấy nghệ phong, ưm, um, một từ này, có thể biểu đạt rất rõ ý tứ của nàng. Nghệ phong hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, động tác trên tay không lúc nào dừng lại, cởi từng kiện từng kiện quần áo trên cơ thể tần y có lẽ giờ khắc này tìm cảnh trong lòng tần y cũng đã bộc phát tới cực điểm nàng phối hợp cùng nghệ phong rất nhanh toàn bộ kiện quần áo tung bay khắp nơi đối mặt với thân thể tuyệt mỹ giống như nằm trong mộc làn da trắng noãn vô cùng mịn màng dần dần phiến hồng nghệ phong cảm giác được trái tim của chính mình đang đập loạn nhịp dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nghệ phong tiếng nhắc nhở dường như tiếng thở nhẹ khiến nghệ phong không thể dừng lại mái tóc đen bóng mượt của tần y tung bay thỉnh thoảng vài sợi tóc nghịch ngợm phủ lên mặt lên mặt nghệ phong nghệ phong nhẹ nhàng gầy gầy sợi tóc trên mặt hắn lúc này khuôn mặt điên cuồng căng ra cảm thấy đang dần dần nóng lên hắn có chút hoảng hốt nói ta cảm giác chính mình đang nằm mơ câu nói này nhất thời khiển tình yêu thương trong lòng tần y dâng trào nàng ôm nghệ phong thật chặt dường như nàng cần thân thể ấm áp của nghệ phong sưởi ấp thân thể chính mình ngay cả trái tim nàng cũng không thấy rõ tại sao lại nằm mơ không phải, ta chính là nữ nhân của đệ. Đúng vậy, tại sao lại nằm mơ? Tần Y trông thấy ánh mắt long lanh kia dường như xuyên thấu nàng, nàng cảm giác được trái tim chính mình loạn nhịp. Giờ khắc này nàng mới hiểu được, hắn mới chính là tất cả của chính mình. Nghệ Phong cảm giác được nhu tình trong lòng nữ nhân, hắn cười cười nói: "Thật giống như giấc mộng, ta muốn mãi mãi như bây giờ." Nghệ Phong thở nhẹ, lúc này hắn mới cảm giác được chính mình tồn tại trên thế giới này thời gian này hầu như hắn mới cảm giác được chính mình dung nhập vào phiến đại lục mới. Tám năm trôi qua, tuy rằng thân thể ở đây, rất nhiều khi muốn trở về kiếp trước. Tuy rằng tần y không biết trong cơ thể nghệ phong cất dấu bí mật gì, thế nhưng từ tám năm trước, chung quy lại nàng có thể cảm giác được vị đạo trong cơ thể hắn dường như không thích hợp với thế giới này. Điều này cũng khiến vô số lần yêu thương không ngớt, đệ đã có ta, đệ đã có ta, tần y thì thảo bên tai nghệ phong, lực cánh tay càng lúc càng tay, dường như muốn kéo Nghệ Phong dung nhập vào lòng chính mình. Nghệ Phong tựa hồ cũng cảm giác được tình cảm của chính mình ảnh hưởng tới tần y, hắn mỉm cười, trong lòng ẩn chứa muôn vàn nhu tình. Hắn đưa tay ôm lấy thân thể mị hoặc tới cực điểm, cảm thụ hơi ấm trên cơ thể nàng. Nghệ Phong, sao vậy, có chuyện ta muốn nói với đệ, chuyện gì vậy, Nghệ Phong quay đầu nhìn vào nhãn thần mê người của nữ nhân trước mặt. Ba năm trước, phụ thân ta đã tới tìm ta, Nghệ Phong sừng sốt, giọng nói cổ quái hỏi. Phụ thân tỷ, tuy rằng Nghệ Phong biết ngoại công nhặt được nàng trước cửa phủ mà nuôi lớn, nhưng không ngờ hơn 10 năm sau, phụ thân của nàng lại tìm ra nàng. Ưm, um, phụ thân nói với ta, lúc đó phụ thân bị người ta truy sát, mang theo ta không an toàn, cho nên mới đặt ta trước cửa phủ của gia gia. Đồng thời biết ta trúng hàn độc, cho nên để lại bộ pháp kia. Tần Y nhàn nhạt nói, Nghệ Phong không đưa ra bất cứ nhận xét nào, liền hỏi: Vậy tỷ suy nghĩ thế nào? Ta định bụng nhận phụ thân dù sao trước kia phụ thân bỏ rơi ta cũng vì muốn ta được an toàn. Phụ thân còn nói, có cách làm giảm hàn độc trong cơ thể ta. Tờ ni thản nhiên nói, nghệ phong gật gật đầu, hôn nhẹ lên má nàng. Tỷ thấy tốt là được rồi. Tần y nghiêng đầu vào lòng nghệ phong, từ trong đáy lòng thầm nghĩ, còn có một nguyên nhân khác, ta có thể dựa vào thế lực của phụ thân, sau này trợ giúp ngươi. Có lẽ ngày mai ta sẽ tới gặp phụ thân. Ngày mai, trong lòng nghệ phong vô cùng kinh hãi. ưng ừ, nếu như không phải chờ ngươi. Ba tháng trước ta đã tới ở cùng phụ thân, tờ ni giải thích nói, chuyện được thực hiện bởi kênh truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 170, phế nhân, nghệ phong cười đắng ngắt, tuy rằng không muốn, thể nhưng cũng không nói gì thêm. Chính mình không thể tìm ra cách nào trị hàn độc trong cơ thể nàng, vậy có ai đó có thể giúp làm giảm bớt hàn độc là điều không thể tốt hơn. Ngày mai, ngày mai đi, có lẽ ta sẽ ở học viện trạm lam trong khoảng thời gian dài nếu như tỷ muốn tìm ta, vậy hãy tới học viện tìm ta. Nghệ Phong luyến tiếc nói, Tần Y gật đầu, ôm chặt lấy Nghệ Phong. Nghệ Phong, sao hả, đệ, một câu nói, khiến tâm trạng Nghệ Phong mềm ra, xoay người đề thương, lại lần nữa vang lên chương nhạc đêm khuya. Hắn biết, Tần Y đang rất luyến tiếc hắn, Tần Thúc, ta nghĩ người sẽ không nói lung tung. Tần Y nhìn nam nhân trung niên đứng trước mặt chính mình, ngữ khí rất nghiêm túc. Nam nhân trung niên trước mắt, chính là do phụ thân phái tới bảo hộ nàng lần này rời khỏi để quốc trạm lam tới sơn trang của phụ thân, tất nhiên hắn cũng đi cùng. Tiểu thư nói gì, tại sao ta không hiểu, nam tử trung niên mỉm cười, tựa hồ không hiểu ý tứ trong lời nói của tần y. Tần thúc, người đừng nói người không rõ ý tứ của ta, ta không muốn cha ta biết, ta nghĩ người hiểu, tần y chắc chắn như đinh đóng cột nói, nhớ tới chuyện điên của ngày hôm qua, sắc mặt nàng lại ửng đỏ. Nam tử trung niên trông thấy bộ dáng của tần y, trong lòng không khỏi cười khổ, tiểu thư rông như tiên nữ, tại sao thích một kẻ như vậy ngày hôm qua hai người ở trong phòng tròn một đêm không ra khỏi cửa không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra nghĩ đến thân thể tiểu thư bị tiểu tử hỗn đản kia chiếm đoạt hắn không kiềm chế nổi muốn nghệ phong tiểu thư quả thực ta không muốn nói lung tung thể nhưng trang chủ hỏi đến ta tứ của nam tử trung niên rất rõ ràng hắn đã chuẩn bị nói chuyện tình này với phụ thân của tần y tần y nghĩ đến chuyện phụ thân của chính mình nếu như biết được Nghệ Phong chiếm đoạt thân thể chính mình, e là sẽ nổi trận lôi đình. Sinh mệnh của Nghệ Phong sẽ gặp phải nguy hiểm. Tần Thúc, ta muốn nói với người chuyện này. Nếu như người nói cho phụ thân ta biết, cùng lắm ta sẽ không nhận người là phụ thân. Dù sao đi nữa, ta đã trải qua 20 năm không phụ thân, về sau cũng vậy. Giọng nói nhàn nhạt, nhạt của Tần Y, khiến nam tử trung niên liên tục cười khổ. Nếu thực sự như vậy, e là trang chủ sẽ phát điên. Tiểu thư đâu cần phải như vậy, tiểu tử kia đáng giá vậy sao? hắn không xứng với người. Nam tử trung niên bất đắc dĩ nói, đôi mắt tần y bỗng nhiên ngưng đọc, nàng lắc đầu nói. Người không biết đấy thôi, sau này hắn nhất định có thể trở thành cường giả đỉnh phong trên thế giới này. Đến lúc đó, hẳn là ta không xứng với hắn. Nam tử trung niên nghe vậy, không khỏi bàng hoàng, thể nhưng lập tức cảm thấy buồn cười, trên đời này còn có người tiểu thư không xứng sao. Ha ha, có lẽ tiểu thư rất yêu hắn, nhưng ta thực sự không thấy hắn có điểm gì đặc biệt hơn nữa ta nghe nói hắn còn bị đứt hết kinh mạch nam tử trung niên cười nói tần y cười cười nói chúng ta hãy chờ đợi ta tin thời gian sau này người sẽ rõ nam tử trung niên không nghĩ là đúng một người đứt hết kinh mạch có thể làm nên điều vĩ đại gì chứ dù sao đi nữa chính mình không coi trọng hắn bất quá nếu như hắn thực sự trở thành cường giả đỉnh phong tiểu thư miễn cưỡng sánh đôi cùng hắn bất quá chuyện này có thể xảy ra sao tần thúc ta không hy vọng cha ta nghe được bất cứ tin đồn gì ta tin tần thúc có thể làm được tần y lại tiếp tục hỏi nam tử trung niên cười khổ nói tiểu thư nói như vậy ta còn cơ hội lựa chọn sao tần thúc thật tốt tần y tươi cười dáng cười tinh lệ sáng ngời khiến nam tử trung niên đứng sững sờ tại chỗ trong lòng không khỏi cười khổ tiểu tử a hy vọng ngươi có thể đúng như tần y nói bằng không các người không thể ở cùng một chỗ nữ thần như vậy không xứng để ngươi sở hữu Tần y quay đầu nhìn về phía đế đô, lúc này không còn nhìn rõ bức tường thành, trong lòng nàng thoáng hiện chút cô đơn và luyến tiếc, tiểu thư, sau này tiểu thư muốn quay về, cũng có thể về. Nam tử trung niên không đành lòng nhìn bô dáng của tần y như vây, liền nhẹ giọng an ủi nói. Sau khi tần y nghe vậy, lúc này trên khuôn mặt hiện lên vẻ u sầu, tuy rằng đế đô cách nơi phụ thân khá xa, thể nhưng ít nhất chính mình muốn đến là có thể đến. Điều này coi như là an ủi lớn nhất, tần thúc đi thôi. Tần y nhẹ giọng nói, hiện tại trong lòng nàng thầm nghĩ cần phải nhanh chân một chút, là việc chính mình nên làm. Về sau người kia khiến mình nhớ thương ra giết, nghệ phong đưa tiến tần y đến ngoài thành, lưu luyến không rời, vốn trong lòng rất không muốn. Nhưng không ngờ, rõ ràng lai like có người làm biển mất tâm tình của chính mình. Quay về phủ ngoại công, chỉ thấy ngoại công đang đàm tiểu cùng một người trung niên, vốn nghĩ người này không liên quan tới chính mình. Nhưng không ngờ, người trung niên này rõ ràng hướng về phía chính mình hơn nữa câu nói đầu tiên khi hắn trông thấy chính mình dùng giọng điệu rất coi thường ngươi chính là nghệ phong tuy rằng nghệ phong không vui nhưng nhìn tới khuôn mặt ngoại công hắn liền cố kiềm chế bất quá lạnh nhạt nói ta chính là nghệ phong ngươi là ta là thượng quan bác cũng chính là phụ thân thượng quan vũ phượng ngữ khí cao ngạo này trong nháy mắt nghệ phong cũng hiểu được mục đích hắn tới hắn không khỏi cười lạnh nói tại sao ngươi tới chẳng lẽ thượng quan vũ phượng về nhà nói với ngươi rằng ta khi dễ nàng. Người tới báo thù, thượng quan bác khẽ nhíu mày, những lời này của ngươi rất có ý tứ, lẽ nào hắn còn ăn hiếp Phượng Nhi hay sao? Bất quá, Phương Nhi yêu cầu hắn từ hôn mà thôi. Người khác ta không nói, nếu thông minh như ngươi ắt sẽ hiểu ý tứ của ta. Ngươi nghĩ thế nào, ý tứ gì, bản thiếu ra thực sự không rõ. Nghệ phong lạnh lùng nhìn thượng quan bác, tuy rằng biết được mục đích hắn tới đây. Thế nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, Lâm Hạo Nhiên đứng bên cạnh nghe vậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh ngữ khí của hai người này không bình thường một bên là nhi tử của công tước trong đề quốc một bên là cháu ngoại yêu quý của chính mình quả thực ta phải làm thế nào cho phải hừ không biết nếu như ta không nghe nhầm ngươi hẳn là một phế nhân một phế nhân không xứng với phượng nhi nhà ta hiện tại ngươi rõ thượng quan bác thật không ngờ tiểu tử này có thể kiêu ngạo như vậy hắn cũng không chút kiêng nể quay về phía nghệ phong lạnh lùng nói chuyện được thực hiện bởi kênh chuyện tiên hiệp audio nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 171, từ hôn, chỉ là một phế nhân mà thôi, cũng không đáng để hắn phải kiêm nể. Cuống hồ đệ tử bị trục xuất khỏi gia tộc nghệ gia. Càng làm hắn khinh thường, tiểu tử này tuyệt đối không có cơ hội vùng lên. A, à, không xứng với thượng quan vù Phượng nhà người, vậy người yêu cầu nhân tài như thế nào?" Nghệ Phong lạnh lùng hỏi, trong lòng thầm nghĩ dùng một quyền đánh hắn, nếu như ngươi có thực lực như đại ca của ngươi, ta cũng không tới mức từ hôn, Thượng quan bác nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt khinh thường, nói: "Nghệ Phong ngẩn người, hắn thật không ngờ yêu cầu của hỗn đản này thấp như vậy. Yêu cầu của ngươi quả thực rất cao, vậy ngươi nhất định muốn từ hôn? Sao? Ngươi muốn từ hôn, vậy nói với ta làm gì? Hãy trực tiếp tới tìm những người kia tại Nghệ gia, hôn ước này là do bọn họ định." Trong giọng nói của Nghệ Phong tràn đầy ý châm chọc, Thượng quan bác nhẹ giọng nói: "Ta đã tới tìm, phụ thân ngươi nói, ngươi đã không phải con hắn." hắn không quan tâm chuyện này. Câu nói nhàn nhạt, nhạt khiến trái tim Nae Phono đập thình thịch, trong lòng có chút đau đớn. Hắn hít thật sâu, nhãn thần liếc nhìn xung quanh, trông thấy ngoại công cũng rất tức giận. Ha ha, vậy ngươi muốn ép ta từ hôn? Nghệ Phong thản nhiên nói. Thượng quan bác hỏi ngược lại, nếu như ngươi không phải phế nhân, ta còn phải suy nghĩ. Bất quá, trong lòng Nghệ Phong dâng trào lửa giận, rõ ràng là hắn ỷ thế hiếp người. Hơn nữa há miệng lại nhắc tới phế nhân, khiến Nghệ Phong vô cùng tức giận, trong lòng nghệ phong hắn không khỏi cười nhạt, để các người biết thực lực hiện tại của bản thiếu gia, y thuật của bản thiếu gia, thế lực sau lưng bản thiếu gia. Không biết còn có thể nói như vậy không? Thượng quan bác lấy từ trong lòng ra một mảnh giấy, ta đã làm giấy từ hôn, chỉ cần ngươi ký tên là được, thế nào? Nghệ phong chia tay cướp lấy mảnh giấy từ hôn kia, trong nháy mắt đã vò nát, vứt trước mặt hắn. Kháo, mẹ kiếp, tại sao nơ sươi không chết đi hả? Tức giận mắng lớn, khiến miệng lâm hạo nhiên phun ra một ngụm nước trà, kháo, cháu ngoại của ta cùng nghiêu quá đi. Kháo, hỗn đàn này thực sự nghĩ hắn là thiên hạ đệ nhất. Quả thực quá kiêu ngạo, nếu như ngươi điềm đạm nói với ta, bản thiếu gia cũng chấp nhận rồi. Tuy nữ nhân kia đẹp, thế nhưng ta không muốn gần gũi nàng. Nhưng mà ngươi tới từ hôn giống như bản thiếu gia mắc nợ ngươi. Chẳng lẽ ngươi có thể dễ dàng ăn hiếp bản thiếu gia sao? Dễ nhận thấy thượng quan bác đang đứng ngây dại tại chỗ, không ngờ tiểu tử này đối đãi với chính mình như vây chuyện này thực sự là vũ nhục quá lớn đối với chính mình. Tiểu tử, người muốn chết, thượng quan bác giận dữ gầm lớn, đấu khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, nắm tay khu múa đập tới. Thượng quan tước sĩ, đây là lâm phủ, không phải thượng quan phủ, lâm hạo nhiên nhẹ giọng nói, thượng quan bác liền dừng tay lại. Bất quá trong ánh mắt lộ dò hàn ý sắc bén, tuy vì rằng thượng quan bác rất muốn đánh chết tiểu tử đáng ghét trước mắt, thế nhưng khô na thể không nể mặt lâm hạo nhiên, vốn lâm hạo nhiên là thương nhân, quả thực hắn không hề cố kỵ. Nhưng điều khác biệt chính là, mấy năm trước đột nhiên xuất hiện cổ thế lực thần bị trợ giúp Lâm Hạo Nhiên thoát khôi nguy hiểm. Càng lúc buôn bán càng phát triển, điều này cũng khiến hắn phải kiêng nể. Thượng quan bác hít một hơi thật sâu, cố đè nén lửa giận trong lòng, quay về phía nghệ phong lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nghệ phong tức cười, nói. Tại sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn chiến đấu trong đêm tối trăng thanh gió mát nào đó? Ha ha, nếu như ngươi muốn, hiện tại cũng không sao cả nghệ phong lạnh lùng nhìn thượng quan bác tuy không biết thực lực của hắn cao thâm tới đâu thế nhưng chính mình ngay cả vương cấp còn không sợ lẽ nào sợ hắn chuyên tình ngày hôm qua lâm hạo nhiên cũng nghe qua khi tin này truyền tới tai chính mình hắn còn tưởng chính mình nghe nhầm sau khi tin tức lan truyền khắp thành lúc này hắn mới tin đây là chuyên thực hiện tại hắn đã biết cháu ngoại yêu quý của hắn không hề đơn giản rõ ràng có thể dễ dàng mời vương cấp đỉnh phong cho nên không biết lòng tin của nghệ phong tới đâu lại dám khiêu khích thượng quan bác thế nhưng hắn không quá lo lắng ngươi thượng quan bác tức giận suýt nữa ngã quỵ xuống đất rõ ràng chính mình bị một tiểu bối khiêu khích hắn liền hít sâu một hơi nhưng ngại lâm hạo nhiên hắn liền cố kiềm chế bất quá đáy lòng thầm tính toán tiểu tử người đừng như vậy đi đêm hãy cẩn thận kẻo gặp phải quỷ nghệ phong thoáng nhìn thượng quan bác bằng ánh mắt xem thường thầm nghĩ thực ra ngươi rất biết điều bằng không bản thiếu ra sẽ thi triển độc vật ở bên ngoài có thể có chút kiêng rè không dám thi triển, lẽ nào tại phủ ngoại công, chính mình còn sợ sao? Thượng quan bác cảm thấy, ngày hôm nay chính mình bị tiểu tử này làm mất hết thể diện, hắn cả giận nói. Tiểu tử, vậy ngươi hãy nói rõ, có từ hôn hay không? Quả thực cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ta nói ngươi biết, đừng mơ tường hảo huyền. Nghệ phong liếc mắt nhìn thượng quan bác, thản nhiên nói. Xin hãy nhìn rõ, nữ nhi của ngươi không xứng với thiên Nga, nhiều nhất cùng chi là điều dụng lông cho nên không biết ai chê ai. Phụt, Lâm Hạo Nhiên lại không kiềm chế nổi, từ miệng phun ra ngụm nước trà. Tiểu tử này, lẽ nào biêu hãn như vậy sao? Tuy thượng quan vũ phượng kém tần y, thế nhưng cùng không đến mức là điều dụng lông. Nếu như chuyên nạp bị đám người tại học viện trạm lam nghe được, e là hắn sẽ bị vây công. Thượng quan bác cảm giác lửa giận thiêu đốt chính mình, hắn ngượng cười, nói. Tốt, 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 tiểu tử ngươi rất bạo gan. a à, cảm tạ, điểm này tất cả mọi người đều biết, nếu như không phải nữ nhi của ngươi quá xấu ta cùng có thể để nàng tự mình thể hội nghệ phong thản nhiên nói không hề quan tâm thượng quan bác đang tức giận tới mức gân xanh bạo động khắp thân thể hắn lại tiếp tục nói tiếp nếu như khóng còn việc gì xin mời rời khỏi đây ta khóng muốn trông thấy ngươi quả thực ngươi làm ta ăn không ngon miệng mắng chửi khóng thô tục khiến trong lòng lâm hạo nhiên cảm thán miệng lười sắc bén của nghệ phong cũng để thượng quan bác phải phẩy tay áo mà đi tiểu tử Ngày hôm nay có Lâm Hạo Thiên bảo vệ ngươi, ta để ngươi càn giờ. Bất quá, tới lúc nào đó ta sẽ để ngươi sống khóng băng chết. Ngươi chi là một phế nhân mà thôi, ta có hàng nghìn biện pháp lấy mạng của ngươi. Nghệ Phong trông thấy thượng quan bác chạy tới cửa, bỗng nhiên hô lớn. Chờ chút, chờ về hãy nói với lão nhân nhà ngươi, hôn sự này ta khóng quan tâm tới. Thượng quan vũ phượng nhà ngươi lấy ai thì tùy. Nghệ Phong nói, khiến thượng quan bác ngây người, tức giận trong lòng càng lớn, khiến đôi mắt ngưng động lại. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 172, so với đại ca mạnh hơn một chút. Lâm Hạo Nhiên trông thấy thượng quan bác đã đi, hắn không khỏi cười khổ, nói. Nghệ phong A Hát, có lẽ cháu quá xúc động, dù sao hắn cũng là một trong mấy đại công tước tại đế quốc. Quả thực thực lực tại đế quốc không hề nhỏ, Nghệ Phong khẽ cười, nói, Hài Nhi chưa làm gì sai, lẽ nào dễ dàng để người ta khi dễ. Hải nhi cố gắng nhường nhịn mà không được hắn kính nể mình một mình đáp lại ba nếu như hắn châm chọc ta một bản thiếu nhất định phải bắt hắn trả lại mười lâm hạo nhiên nghe vậy không khỏi ngạc nhiên không sai thế nhưng dù sao sự uy hiếp của công tước rất lớn tuy bọn chúng kiêng nể danh tiếng của ta không dám hạ thủ nhưng cùng khó lòng phòng bị a hát nghệ phong cười cười nói ngoại công người yên tâm tuy rằng thực lực của Hải nhi không mạnh thế mèo không thể bắt được cá dưới nước liệu hắn có thể làm được gì hải nhi nhãn thần lâm hạo nhiên lóe sáng quay về phía nghệ phong kinh ngạc nói lè nào lời bên ngoài đồn đại kinh mạch của ngươi bị đứt đều là giả nghệ phong cười cười không phủ nhận cũng không thừa nhận lâm hạo nhiên thấy vậy hắn liền cười ha hả Hảo tiểu tử do rằng cháu có thế lừa toàn bộ người trong thiên hạ bất quá tiểu tử cháu cùng rất xấu ngáp cả ngoại công và mẫu thân cùng đều bị lừa nghệ phong cười khổ nói thực sự không phải vậy nếu như nghệ khải mạc khóng chắc chắn kinh mạch của hài nhi bị đứt tại sao lại đuổi hài nhi ra khỏi gia môn bất quá hài nhi có chút đặc thù tuy giãn kinh mạch bị đứt thế nhưng vẫn có thể tu luyện đấu khí chi là không nghĩ tới vẫn chưa kịp nói nghệ khải mạc đã đuổi hài nhi khỏi gia môn cho nên hài nhi cùng không muốn nói tuy giãn lâm hạo nhiên rất kinh ngạc biết nghệ phong có chút đặc biệt thế nhưng không hỏi đến hắn an ủi nói nghệ khải mạc hỗn chướng như vậy quả thực không phải người trước kia con mắt mù lòa mới gây mấu thân cháu cho hắn bất quá cháu có thể nói ngoại công biết hiện tại thực lực của cháu rất mạnh phải không hẳn là mạnh hơn một chút so với đại ca giọng nói nhàn nhạt, nhạt khiến lâm hạo nhiên sửng sốt lập tức cười ha hả tốt tốt nghệ khải mạc tên hỗn chướng ngươi nếu như ngươi biết được điều này không biết ngươi hối hận thế nào nghệ phong cười khổ nói hài nhi không hy vọng hắn hối hận ngược lại hy vọng hắn luôn tin chính mình không làm sai như vậy trong lòng hài nhi mới cảm thấy cân đối một chút lâm hạo nhiên sửng sốt lúc này mới hiểu được rốt cuộc tiểu tử này vẫn còn tình cảm với nghệ khải mạc bất quá hắn bị đã kích quá lớn bấy giờ lâm hạo nhiên liền cười khà khà chẳng phải gia tộc thượng quan coi thường cháu là phế nhân hay sao không biết bọn họ biết cháu có thiên phú như vậy sau này thực lúc của cháu lớn mạnh không biết bọn chúng có biểu tình thế nào đây ta thực rất mong đợi nghệ phong cười cười nói quả thực hài nhi cung rất mong đợi Lâm Hạo Nhiên nghe vậy, hai người nhìn nhau cười, trong tiếng cười tràn đầy sự thoải mái. Không ngờ, hai nữ nhân không có tiền đồ chính mình sinh ra kia, hậu nhân một người lại có tiền đồ hơn một người. Tần y thì không cần phải nói tới, nghệ lưu và tôn nữ này đã khiến hắn hành diện. Không ngờ, nghệ phong mà hắn luôn phải thời dài cùng khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Lưu lại phủ ngoại công vài ngày, nhưng vẫn không thấy thiên nghịch tới gặp chính mình. Hắn cũng có phần nôn nóng, trên lý thuyết, với thực lực hiện tại của hắn tiến vào học viện trạm lam cùng không phải việc gì khó khăn. Thế nhưng dù sao chính mình đã bỏ lỡ thời gian đăng ký. Cho dù được điệp vận du giới thiệu, nhưng thực lực của chính mình không khiến bọn họ khiếp sợ, nghệ phong cùng không dám chắc chắn. Dù sao, học viện trạm lam đã quá nổi tiếng, có thể không cần nể mặt hoàng thất. Nếu như học viện thực sự không chấp nhận chính mình, cho dù hoàng thất đứng ra cùng vô dụng. Cho nên nghệ phong muốn lưu viện chế một chút đan dược để đề thăng thực lực của chính mình. Trước đây tại Thánh địa các trường lão nói nền tảng rất quan trọng ngụ không cho phép bất cứ đệ tử nào với bất cứ lý do gì dùng tể thuốc. Điều này dẫn đến đám đệ tử Thánh địa tuy rằng có thiên phú cực kỳ xuất sắc. Thế nhưng cùng không đề thăng quá nhanh, dựa theo lời dạy của các trường lão, chưa đạt tới sư cấp dùng một chút tẽ thuốc sẽ khiến đấu khí có nhiều tạp chất. Mà sau khi đạt tới sư cấp sẽ không còn phải cố kỵ. Đấu khí của sư cấp có thể khai trừ hoàn toàn tạp chất trong tế thuốc. Đương, nhiên, tế thuốc này không thể quá kém bằng không, cho dù đấu khí của vò giả cường hãn tới đâu cùng không thể loại bỏ toàn bộ tạp chất. Điều này cùng dẫn đến rất nhiều người trên đại lục tu lưu viện. Có lẽ sự tiến triển ban đầu sẽ khiến các sư cấp không hài lòng. Thế nhưng sau đó thực lực tại sư cấp lại được đề thăng rất nhanh. Dù sao, kẻ có tiền tại thế ai ới này cùng không ít, suy cho cùng đan dược quý giá để đề thăng. Thực lực đều có thể mua được, đây cũng là ngu viên nhân khiến nghệ phong dốc sức học tập y thuật bất quá dược liệu để thắng thực lực thực sự quá quý giá và khó tìm. Cho nên Nghệ Phong mới vội vàng, hy vọng Nghịch Thiên sớm qua đây. Dù sao tất cả dược liệu chính mình hỏi lão ma đầu đều nằm trong tay hắn. May mà Nghệ Phong đã có biện pháp chuẩn bị, tuy vi thiên nghịch không mang những dược liệu này tới, nhưng thật ra dựa vào con đường buôn bán của ngoại công, muốn mua mấy vị dược liệu cùng khóng khó. Mặc dù khóng đủ đối với yêu cầu của chính mình, thế nhưng ít nhất có chút ít còn hơn không. Đồng thời, Nghệ Phong cùng đánh giá rất cao Lâm Hạo Nhiên. Loại dược liệu quy vi hiếm như vậy, chỉ có thế mua tại các thế lực lớn. Không phải người bình thường có thể đụng tới. Nghệ Phong tiếp nhận dược liệu trong tay Lâm Hạo Nhiên, tuy vi dáng không quá nhiều, thế nhưng cũng đủ để Nghệ Phong luyện chế để khí tán. Nghệ Phong lấy dược đinh từ trong nạp linh giới ra, không khỏi thờ dài một hơi, hẳn là chính mình cần phải tìm dược đinh thích hợp. Băng không, dù có dược liệu tốt cùng không thể phát hấp toàn bộ cổng hiệu của dược liệu. Cuống hồ, rất nhiều dược liệu cao cấp, dược đinh bình thường khóng thể lưu viện chế. May mà đề khí tán chi là dược phẩm ngũ dai, dược đinh bình thường như vậy tạm thời có thể dùng được, bất quá công hiệu của dược phẩm bị giảm đi một chút mà thôi. Nghệ phong vứt vạn linh thảo trong tay vào dược đinh, hắn khẽ vận chu vền đấu khí bao quanh dược đinh. Tuy vì vạn linh thảo khóng được coi là dược liệu đặc biệt chân quý, thế nhưng cùng rất ít. Thực ra vạn linh thảo không có công dụng khác, ngoại trừ ẩn chứa linh khí cường đại trong đó. Tuy vì vạn linh thảo trong dược đinh chi đạt tới 20 năm, thế nhưng độ dạp linh khí trong đó tương đương với sư cấp tam giai. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 173, Tấn Giai, niên đại của vạn linh thảo càng cao, công hiệu của nó càng cao, lại càng chân quý. Có tin đồn, từng có vạn linh thảo vạn năm, bất quá không ai được tận mắt chứng kiến. Khi nghệ phong nghe tam trưởng lão nói như vậy, đã từng cười nhạt, nếu như thực sự có vạn linh thảo vạn năm e là đã thành tinh, Nghệ Phong trông thấy linh khí trong dược đỉnh không tỏa ra, liền thở dài một hơi, chính mình phải đi tìm dược đỉnh thật tốt. Bằng không quá lãng phí dược liệu, vạn linh thảo chế thành đề khí tán hoàn mỹ nhất cùng chi có thể đạt được năm thành linh khí. Mà dùng dược đỉnh bình thường e rằng chi đạt tới 3 thành hoặc 4 thành. Nghệ Phong cảm thụ được linh khí không ngừng tản đi, bất đắc dĩ thở dài. Đấu khí trên tay nhanh chóng phát ra, bất quá chỉ có thể noãn linh khí bốc hơi trong khoảng thời ai ăn ngắn. Nghệ Phong vứt một viên ma tinh tứ dai vào trong dược đỉnh, tiếp đến lại thả dược thảo còn lại vào trong đó. Thoáng chốc mùi dược thảo lan tỏa khắp phòng, hầu như có thể thấy được linh khí dạng xương trắng tản ra ngoài. Nghệ Phong trông thấy vậy, trong lòng xót xa không ngớt. Thấy tình hình như vậy, căn bản đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong không ngừng tuôn trào, trong nháy mắt dược đinh nóng rực. Toàn bộ hồn lực của Nghệ Phong nhập vào dược đỉnh, cẩn thận không chế dung hợp dược thảo lại với nhau xác suất sư luyện chế tề thuốc thất bại rất cao, tuy rằng đề khí tán chi là dược phẩm ngũ giai, nghệ phong cùng tự tin nhất định không thất bại. Thế nhưng ngày ngày được tam trường lão chỉ dạy cần phải tập trung tinh thần, nhưng nghệ phong vẫn luôn như vậy. Dược thòa ma tinh dưới sự khống chế bởi hồn lực của nghệ phong. Từ từ dung hợp với nhau, nhím hai dư thừa không cần thiết đều được nghệ phong sạt sang một bên. Dung độ pha chế hầu như không có bất cứ sai biệt gì. Nếu như có y sư trông thấy tràng cảnh như vậy, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc lực không chế như vậy, hiển nhiên y thuật đã đạt tới cảnh giới rất cao. khi trong phòng tràn ngập linh khí và mùi dược thảo thơm ngát, đột nhiên dược đinh phát tiếng dạn nứt, hiển nhiên không chịu nổi nhiệt độ quá cao mà dạn nứt. từ vết nứt nghệ phong trông thấp ba viên dược phẩm trong suốt bên trong dược đinh, hắn khẽ cười cười, cần phải giữ vững tới cùng, băng không dược đỉnh sẽ bị hủy. xem ra nhất định phải chuẩn bị một dược đỉnh tốt. nghệ phong nhặt đề khí tán lên, đặt lên mũi người người, phát hiện mùi linh khí thơm ngát khiến tinh thần nghệ phong mạnh mẽ chấn động tâm tình cùng vô cùng thoải mái nếu như dựa vào ngũ giai hy vọng phá tan bình cảnh là rất thấp thế nhưng nghệ phong tin tưởng chính mình có thể làm được dù sao hồn lực cửu giai của chính mình chỉ cần có cơ hội hắn tin tưởng chính mình có thể đột phá nhất giai đinh phong đạt tới nhị giai mà đề khí tán có thể tạo cho hắn cơ hội này như vậy nghệ phong liền ném đề tán khí cầm trên tay vào trong miệng từ cửa miệng tiến vào yết hầu lưu chuyển xuống dưới ngay lập tức có một luồng khí ấm áp chảy trong kinh mạch của nghệ phong Nghệ Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai bàn tay nắm chặt. Dựa theo lộ tuyến của Lãng Thần Quyết, đột nhiên khống chế được dòng nước ấm chảy trong kinh mạch. Linh khí cấu thành dòng xoáy vốn đã bào hòa, cho nên khi luồng khí lưu chảy vào dòng xoáy, dòng xoáy cùng không thể hấp thụ thêm. Nghệ Phong thấy vậy, hồn lực không lồ dâng trào, nhanh chóng khống chế dòng xoáy lưu, chuyển đuổi theo linh khí, trong nháy mắt dung nhập. Vào trong đó, hồn lực của Nghệ Phong liên bị vô hiệu hóa, bởi vậy mạnh mẽ bắn ngược trở lại, khống chế được dòng linh khí dòng xoáy mạnh liệt xoay tròn từng đạo từng đạo linh khí do đề khí tán phóng ra rất nhanh được dung nhập vào trong dòng xoáy chỉ thấy khí hải trong dòng xoáy càng lúc lưu chuyển càng nhanh đồng thời linh khí không ngừng dung nhập vào trong dần dần lớn lên khi đề khí tán sau cùng được khí hải hấp thụ nghệ phong cũng không ngừng lại ngược lại khống chế linh khí chuyển động càng lúc càng nhanh nhất thời linh khí thiên địa bên ngoài cơ thể cũng mạnh liệt hướng về phía nghệ phong đang xếp bằng trên mặt đất từng đạo từng đạo bay đến xoay tròn quanh thân thể nghệ phong. Cùng không biết trải qua bao lâu, nghệ phong mới thu hồi đấu khí trong cơ thể chính mình, trông thấy khí hải rất lớn, dòng xoáy xoay tròn nhanh gấp mấy lần. Khóe miệng không khỏi thoáng hiện dáng vẻ tươi cười, nhị dai, đạt được rồi. Nghệ phong từ từ mở mắt, nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm khí bẩn. Lúc này mới bội phục trưởng lào tại thánh địa, quả nhiên, đạt tới sư cấp mới có thể loại bỏ tạp chất trong dược vật, mà khóng để lại di chứng. Có một điều hoàn hảo chính là nền tảng, không gian sau đó nhất định phát triển nhanh hơn rất nhiều so với người thường. Thông thường nghệ phong cùng không thích đi dạo phố, bất quá đã tới đế đỏ một thời gian, nhưng trong mắt cũng không cảm thấy thích thú. Tâm tình vui sướng vì vừa tấn dai, hắn mới rời khỏi lâm phủ. Có lẽ bởi vì y phục mỏng manh, gió hưu hưu mùa thu thổi khiến thân thể cảm giác lành lạnh. Tuy nghệ phong có thể dùng đấu khí làm ấm thân thể, thế nhưng cùng không muốn làm như vậy. Bất cứ thứ gì đều mượn lực lượng của chính mình để điều hòa, vậy còn gì là thú vị. Đế đỏ khóng hổ là nơi chứa hơn 20 vạn người, phồn hoa không cần phải nói. Chi riêng diện tích rộng lớn, cho dù nghệ phong dạo phố. Tới giờ họ cùng cảm thấy đi không được bao xa, nhìn thưa yê phẩm rực rờ muôn màu, nghệ phong tùy ý quan sát. Thế nhưng rất nhanh bị một đạo phong cảnh hấp dẫn, tiểu cô nương xinh xắn khoảng chừng năm, 6 tuổi đứng trước cửa hàng bày biện đầy vật phẩm trang sức, tiểu cô nương mò mẫm tìm kiếm. Giờ khắc này bản tính trẻ con của nghệ phong hoàn toàn bại lộ. Nghệ Phong mặc kể kiếp trước hay kiếp này, đều rất thích trẻ con. Hình như tiếng khóc hoa hoa khiến hắn vô cùng thoải mái. Quan trọng là, dường như có thể khơi dậy tính trẻ con trong lòng chính mình. Tiểu cô nương trước mắt tựa hồ để ý tới Nghệ Phong đang mím cười nhìn nàng, nàng nghịch ngợm nè lười làm mặt dạng quy vi quáp về phía Nghệ Phong, tiếp tục khua múa vật phẩm trên tay. Nghệ Phong thấy vậy, dáng vẻ tươi cười càng hiện rò, tâm tình trên mặt khi tần y rời đi cùng biến mất hơn phân nửa toàn thân tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn bao phủ bởi bộ váy xanh, có lẽ bởi vì khóng chú ý, trên váy dính chút bụi bẩn. Thế nhưng cùng khóng thể che giấu được linh khí trong cơ thể nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, đáng yêu dễ mến, nhất cử nhất động đều trông ai ống như búp bê tại kiếp trước vậy. Nghệ phong tựa hồ bị dáng vẻ ngây thơ chất phát làm sao động, cảm giác hồn lực trong cơ thể chính mình từ từ được tinh lọc. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 174, người muốn đụng tới ta hay không? Tránh ra, tránh ra, khi nghệ phong đang mỉm cười nhìn linh khí quanh thân thể tiểu cô nương trước mắt, bỗng nhiên một âm thanh càn giờ mạnh mẽ vang lên. Nghệ phong trao mày nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên cưỡi ưng mã nhanh chóng chạy qua đây, không hề để ý tới đường phố đông đúc, người người qua lại. ưng mã là ma thú tam giai, tuy rằng thực lực không mạnh. Thế nhưng cũng là vật cưỡi rất tốt, như ưng như mã, tốc độ như thiểm địa, bất qua tính tình bạo ngược, không đạt được thực lực nhất định, căn bản không thể khống chế được nó. Mọi người trên phố nhìn ưng mà cao lớn này đấu đá lung tung, tất cả mọi người đều biến sắc, vội vã chạy về bốn phía lẩn trốn, đường phố vốn phồn hoa sầm uất, nhất thời trở nên hỗn độn không gì sánh được. Nam tử cười ưng mã tựa hồ rất thích vẻ mặt kinh hãi của người khác, hắn lập tức cười ha hả. Sống vậy, hắn cùng không hề quản thúc ưng mã, để nó tùy ý phá phách lung tung. Hiển nhiên tiểu cô nương cũng chưa từng gặp phải chu viện tình như vậy, lúc này nàng đã đứng ngây người, sắc mặt trắng bệch nhìn ưng mã to lớn kia đang tiến đến chính mình. Nàng dùng đôi tay nhỏ bé trắng trẻo che trước mặt mình, nhắm chặt đôi mắt lại, thét lên tiếng chói tai. Tất cả mọi người nhắm mắt không dám nhìn, trong lòng cùng thương xót, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, lại sắp bị ưng mã tàn nhãn ai ấm chết. Hí, tiếng ngựa hí thật lớn, chói tai mọi người, tiếng ngựa hí mạnh mẽ vang lên, khiến mọi người nghi hoặc mở mắt. Bất quá, chỉ thấp một thấy bàn tay của một thanh niên ôm chặt lấy tiểu cô nương xinh xắn kia một tay cầm cương côn thật lớn chọc thẳng vào mắt ngựa từng dòng máu màu đỏ tươi theo cương côn bắt đầu chảy ra ngoài phịch ưng mã chịu lực cường đại như vậy căn bản không còn khả năng sống hầu như không chút dãy ruộng mạnh mẽ ngã xuống mặt đất thanh niên trên lưng cùng bị đập mạnh xuống đất đau đớn khó chịu hắn liền hừ lạnh một tiếng nghệ phong không hề để ý tới thanh niên kia mà quay đầu về phía tiểu cô nương kia trong lòng lo lắng nói không việc gì chứ không việc gì chứ tựa hồ tiểu cô nương cảm giác được chính mình đã an toàn lúc này hai mắt mới run run mở ra nhất thời cảm thấy là thực nàng ôm chặt lấy cổ nghệ phong hiển nhiên vừa này nàng sợ hãi tới cực điểm nghệ phong nhìn đôi mắt tiểu cô nương còn lưu lại sự sợ hãi tới cực điểm trong lòng giận dừ e là trong lòng tiểu cô nương này luôn lưu lại bóng ma nghĩ đến tiểu cô nương đáng yêu như vậy sau này có thể thường gặp ác mộng hắn vô cùng ức chế trong lòng mọc lên cỗ giống giận nghệ phong tuy không nhận chính mình là người tốt nhưng không đến mức phóng ngựa trên đường phố đông người nghệ phong quay đầu lạnh lùng nhìn gã thanh niên đang nằm trên mặt đất lại phát hiện mấy người đang thúc ngựa hướng về nơi này bất quá khi thấy ưng mã nằm ngổn ngang trên mặt đất đám người liếc mắt nhìn nhau cùng thúc ngựa dừng lại nghệ phong lạnh lùng liếc mắt nhìn lướt qua mấy người lại phát hiện bố lan địch cùng ở trong đó hắn hử lạnh một tiếng tiếp đến kéo ưng mã to lớn không ngừng chảy máu sang bên cạnh hắn không muốn để tiểu cô nương trông thấy một màn máu tanh, sau này lưu lại bóng ma nào đó. Nam tử trẻ tuổi trông thấy ưng mã đã mềm nhùn nằm trên mặt đất, trong lòng thương xót không gì sánh được. Đây chính là ngựa chính mình lấy trộm của gia tộc, ưng mã này rất mạnh liệt, chính mình căn bản không thể chinh phục được nó. Thế nhưng chính mình lại thích loại cảm giác này, về phần làm người khác bị thương, vốn hắn không nghĩ tới. Thường dân như vậy, chết mấy người đâu phải chu viện quan trọng với hắn. Thế nhưng, khi phát hiện liệt ưng mà hắn yêu quý nhất bị thiếu niên trước mặt dùng côn đánh chết, lúc này làm sao không nổi trận lôi đình, "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Thanh niên từ trên mặt đất vùng người đứng dậy, không quan tâm tới đau đớn trên cơ thể, quay về phía Nghệ Phong giận dữ hét lớn. Nghệ Phong không hề để ý tới hắn, ôm chặt lấy tiểu cô nương, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng, xoa dịu nỗi khiếp sợ vừa này. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Bố Lan Địch, nhàn nhạt nói: "Bố Lan Địch, ngươi thực sự có vài phần bản lĩnh." phóng ngựa trên phố đả thương người, thật càn giờ a. À. Bản thiếu ra bội phục ngươi tới cực điểm, bố lan địch thấy nghệ phong chuyển mùi nhọn về phía hắn, trong một ống hắn biến ảo bất định, trước kia ta luôn rất cẩn thận. Tiểu tử này là một phế nhân, thế nhưng phế nhân làm sao có thể dùng cương côn đánh ưng mã mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng thực lực của ưng mã không mạnh, thế không thực lực không đạt tới nhân cấp, hầu như không thể làm được như vậy. Hơn nữa, hắn lại còn cứu được tiểu con nương này. Lẽ nào, thông tin nhận được từ thượng quan Vũ Phượng là giả. Bất quá hắn lập tức lắc đầu, thượng quan Vũ Phượng sẽ không nói dối về vấn đề này. Ha ha, có muốn phóng ngựa đụng đến ta hay không? Nghệ Phong cười nhạt nhìn bố Lan Địch, không hề để ý tới thanh niên kia đang chừng mảy nhìn hắn. Sắc mặt bố Lan Địch lại biến đổi, rốt cuộc hắn cùng không nói lời nào, dù sao đã biết chuyện phóng ngựa trên phố là sự thực, người trên phố đã sớm chừng mắt nhìn hắn. Tuy rằng hắn không quan tâm tới những thường dân này, thế nhưng Nghệ Phong là ngoại tôn của Lâm Hạo Nhiên. Nghe nói, ngay cả thượng quan bác cùng bị Nghệ Phong mượn uy thế của Lâm Hạo Nhiên mắng nhiếc đuổi ra khỏi cửa. Mấy thanh niên nhìn bố Lan Địch chằm chằm, không rõ bố Lan Địch. Luôn luôn càn giờ, vì sao lúc này lại trầm mặc như vậy? Theo lý thuyết, tiểu tử nạp khiêu khích như vậy, hắn đã sớm thúc ngựa sông tới. Lẽ nào gia tộc của tiểu tử này cùng rất lớn, không thể đụng tới hay sao? Mọi người vây xem cũng âm thầm thờ dài, xem ra thiếu niên này cũng là người của thái tử đảng tuy rằng bọn họ rất căm ghét người thái tử đáng thế nhưng đối nghệ phong vừa này cứu người cũng coi như không ghét thi lạc định không hề suy tính nhiều như bố lan địch hiện tại hắn thấy vật cười của chính mình bị người khác đánh chết trong một ổng bộc phát lửa giận thấy đối phương không nhìn tới chính mình ngược lại nói với bố lan địch trong một ổng hắn lại càng phát ra lửa giận hắn chưa bao giờ bị người khác đối xử như vậy hắn là con duy nhất của bá tước gia tuy rằng thân phận không tôn quý bằng bố địch lan thế nhưng tại đế đô cùng rất được coi trọng kẻ nào thấy chính mình cũng phải cung cung kính kính, nhưng mà tiểu tử này giết chết liệt ưng mã của chính mình, lại còn rất coi thường chính mình. Tiểu tử, người biết điều hạp mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi lão tử. Lão tử có thể bỏ qua cho ngươi, chuyện được thực hiện bởi kênh truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 175, ta là Lý Tiêu Dao. Thì Lạc Định giận dừ càn giờ mắng, khiến Nghệ Phong chuyển ánh mắt rời đi khỏi bố lan địch, nhìn về phía chủ nhân ưng mã vừa này, trong lòng cười nhạt không ngớt, bản thiếu gia khôn muốn lôi thôi với ngươi, ngươi rõ ràng gây phiền phức với bản thiếu gia. Ca ca, hắn là người xấu, ca phải đánh mông hắn, thanh âm yếu ớt vang vẳng bên tai nghệ phô na, cặp mắt nhỏ bé chứa đầy linh khí chim thắt lớn. Hân không thể cắn thi lắc định một cái, nghệ phần nghe được tiếng tiểu cô nương nói, liền cười ha ha, nghệ. Phong, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sủng ái nói. Được, để ca ca cho muội đánh mông hắn. Câu nói đây thú vị, khiến mọi người xung quanh cười ha hả. Bất quá, khi trông thấy nhàn thần thi lạc định âm trầm nhìn về phía bọn họ, lúc này bọn họ mới ngưng cười. Nhìn nghệ phong cùng có chút lo lắng, thiếu niên này có thể noãn cản thái tử đảng này a à. Tiểu tử, cho dù ngươi xin lỗi, lao tử cùng không buông tha nơ xươi. Thi lạc định âm trầm nói, dễ dè nha nhận thấy chô na lòng hắn vô cùng dừ tợn. Nghệ phong thản nhiên nói, đối với hạng súc sinh, ta khô bao giờ quan tâm tới. Người muốn chết, thì lạc định lạnh lù na nhìn nệ phong hắn lấy ra trong kiếm, đấu khí lưu chuyển khắp cơ thể, quay về phía nghệ phong chém giết. Chờ chút, Nae Phono đốt nhiên hô lớn, tại sao, sợ, thế như na cũng đã chậm rồi, thì lạc định nhìn nệ phần, lạnh lù nói, bản thiếu ra không đến mực sợ một kẻ súc sinh không được dạy bảo. Bản thiếu ra trí muốn biết, người có dám quyết đấu cùng ta hay không? Nghệ phong thản nhiên nói. Nhìn giang vẻ của thi lạc định, hiển nhiên là quý tộc không thấp. Đặc quyền của quý tộc tại đế quốc là rất lớn, nếu như lúc đó bọn chúng vu khống chính mình tội đanh đả thương quý tộc, tuy rằng chính mình không sợ, thế nhưng cũng rất phiền phức. Nhưng nếu quyết đấu vậy sẽ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Người và ta cùng tình nguyện, không cần lo lắng bọn chúng sẽ mượn cớ pháp luật tại đế. Quốc, như vậy, bản thiếu ra còn sợ ám chiêu sao? Hiển nhiên thi lạc định Khô Na biết được thân phận của nghệ phong hắn hử lạnh. Tự nhiên là, Hắn không nhìn thiếu niên trước mắt nhỏ tuổi hơn chính mình, sẽ lợi hại hơn chính mình. Bất quá, ở đây Bố Lan Địch là nơi sười duy nhất biết được thân phận của Nghệ Phong Ánh Mã liền động lại, lẽ nào tiểu tử này dám quyết đấu cùng hắn hay sao? Khi mọi người đang chăm chú nhìn, Nghệ Phong cười cười nói: "Như vậy, ta an tâm." Còn chưa dứt lời, chỉ thấy Nghệ Phong ôm tiểu cô nương mạnh mẽ biến mất. Trong khi mọi người đang vô cùng nghi hoặc, bỗng nhiên vang lên tiếng kêu la thảm thiết chi thấy thanh niên vừa này còn vinh váo tự đạc bay ngược ra na hoài, đập mạnh trên mặt đất, trong lúc đó phát ra hỏa quang, khiến mọi người ngây dại tại chỗ. toàn bộ đám người nhìn nghệ phong bằng ánh mắt khó tin, một chiêu, vẹn vẹn chi một chiêu không ai thấy dò, liền đánh nhân cấp bay ngược ra na hoài. bố lan địch cùng mở to mắt nhìn tràng cảnh trước mắt, Na mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, không ai hiểu rõ thực lực của thi lạc định hơn hắn. chính là nhân cấp cửu giai, có thể sắp đạt tới sư cấp, võ giả như vậy cùng không tồi rõ ràng lại bị một chiêu đánh bại, hơn nửa chính mình cùng không kịp phản ứng. Kháo, ai nói tiểu tử này là phế nhân, mẹ kiếp, hắn là phế nhân, vậy chúng ta được coi là người sao? Trô na lòng bố lan địch mảng lớn, đồng thời, một lào đầu đứng cách đó không xa, đôi mả sáng ngời, nhẹ giọng thì thầm nói. Cư nhiên là thuấn di, nghệ phong liếc mắt nhìn đám người bố lan địch, mấy người trong nháy mắt liền thúc ngựa về phía sau vài bước. Hiển nhiên, không, hiểu tại sao vừa lúc nãy thân thể thi lạc định bay ngược ra ngoài, khiến trong lòng mấy người vô cùng kinh hãi. Nghệ Phong hừ lạnh, sau đó sắc mặt đại biến quay về phía tiểu cô nương tươi cười nói. Bây giờ ta mang ngươi tới để muội đánh mông rõ ràng dám hù dọa tới tiểu công chúa của chúng ta. Như vậy được hay không? Tiểu cô nương hiển nhiên rất vui vẻ, không ngờ ca ca cứu chính mình này lại lợi hại như vậy. Chí một quyền đã đánh hắn gục xuống. Được, thanh âm đáng yêu vang lên, khiến nghệ phong tươi cười. Linh Nhi muốn đánh mông hắn, để sau này hắn không dám làm việc xấu. Ách, muội tên là Linh Nhi, nghệ phong sửng sốt, nhớ tới trò chơi tiên kiếm trước đây chính mình si mê, trên khuôn mặt khô na khỏi thả ra vẻ tươi cười. Đú na vậy, ca ca tên hai ỉ vậy, ách, ta là Lý Tiêu Giao, Nệ phong nhéo nhéo mặt Linh Nhi, nói, Tiêu Giao ca ca ayúp ta đá mô na nơ sười xấu, Linh Nhi tức hai ý ẩn nói, khiến Nệ phong nghe xong cười ha hả. Ưm. Um tiêu giao ca ca sẽ hài ý úp Linh Nhi đá cái Mona hắn. Linh Nhi khô na biết ca ca ai úp đờ chính mình, tại sao lại cười vui vẻ như vậy. Thế như na có thể đá mau ô nơ sười xấu, khiến nàng vô cùng thích thú. Đương nhiên, bố Lan Địch không biết nghệ phong làm trò gì, lẽ nào lừa dối một tiểu cô nơ na thú vị sao. Thì lạc định thật không ngờ, nơ sười này có thể cười na hắn như vậy. Do rằng chính mình còn chưa thấy rõ hắn ra chiêu thế nào, đã cảm thấp một quyền mạnh mề đập vào na ức chính mình sau đó thương nặng na ục xuống khôn thể cử độ lồng na ực đau quằn quại muốn nói với hắn hôm nay có thể rất thảm hại thi lạc định chona thấy nay e phono cả lúc cả tiến lại gần nhãn thần âm lãnh khó gì sánh được đồ thời chona đó lại hiện lên vẻ sợ hãi khôn siết nhãn thần này cù khiến linh nhi ôm chặt lấy nệ phô nhỏ nhẹ nói tiêu giao ca ca ta sợ nệ phần vỗ vỗ lư na linh nhi quay về phía thi lạc định hun hai hana đá một cước về phía thi lạc định đan nằm trên mặt đất Mẹ kiếp, na ơi định hù hỏa ai hả? Tin bản thiếu hai ý làm thịt nơ sươi không? Một cước chí măng, nhất thời khiến khóe miệng na thi lạc định phun máu tươi, toàn thân tê dại. Lúc này, bố lan địch mới phản ứng, quáp về phía nệ phần hô lớn. Nệ phô na dừa na tay, nệ phần quáp đầu nhìn về phía bố lan địch, lạnh lùn hai nói. Tại sao, na ơi của 112 muốn quyết đấu với ta hay sao? Khí thế của bố lan địch liền bị kiềm hãm lại, nhớ tới một quyền quái lạ vừa nãy, Chona lò na hắn khẽ run lên. Nệ phô nô thấy vậy, khô na hề để ý tới bố lan địch, mà quay đầu về phía Linh Nhi nói. Tiêu giao ca ca giúp muội báo thù, hấp đá mô na hắn, đừ na sợ. Lúc này Linh Nhi từ trong lòng nghệ phong tròng dậy, nhìn chàm chàm vào mông thi lạc định. Nghệ phong nhìn nàng cười cười, chân đá mạnh vào mỏng thi lạc định. Nhất thời, thân thể thi lạc định bay về phía bố lan địch. Thế nhưng, câu nói của Linh Nhi khiến nghệ phong giờ khóc giờ cười. Tiêu giao ca ca, Tại sao thực lực của ca ca lại mạnh như vậy? Đá như vậy xe rất đau. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. mươi 176, Tử Âm. Nghệ Phong nghe Linh Nhi nói, thực không tiếp tục đá thì lạc định nữa. Tâm tình của tiểu cô nương này rất yếu đuối. Hắn không muốn bạo lực của chính mình lưu lại bóng ma nào đó trong tâm trí nàng. Na Hệ Phong lạnh lùng liếc nhìn đám người bố lan địch, thản nhiên nói nếu như các ngươi không muốn tìm ta quyết đấu, xin mời hãy mang xúc sinh này cút đi. Nhãn thần bố lan địch ngưng trọng, hắn khô na biết dò thực lực của. Nghệ phong ngược lại cùng không dám tìm nghệ phong quyết đấu. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như để tiểu tử này có cơ hội, chính mình sẽ biến thành thi lạc định thứ hai. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể luôn cản rỡ như vậy. Bố lan địch âm ngoan nói, ôm lấy thi lạc định đang hôn mê, thúc ngựa rời đi. Nệ phong hừ lạnh một tia khinh thường, Bản thiếu gia thực sự vẫn luôn cản rỡ trước mặt ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi cấm được ta sao?" Nghệ Phong trông thấy đám người Bố Lan địch đã biến mất, liền quay đầu về phía đám người vây xem, nói: "Mọi người xem ta làm trò lâu như vậy, có phải nên tặng ta một chút phần thưởng gì đó?" "Hư," mọi người thở dài một tiếng đập khinh thường, ai lấy cùng đều vội vàng tản đi. Nghệ Phong thấy thật chẳng đáng vừa này chính mình ra sức biểu dương như vậy, ít nhất cũng đáng giá 2 đồng. "Ai, những hỗn đản này rõ ràng quá keo kiệt." tiêu giao ca ca, nếu không Linh Nhi tưởng ca ca một đồng có được hay không? Linh Nhi nhỏ nhẹ nói bên tai Nghệ Phong, hiển nhiên nàng sợ Nghệ Phong mất hứng. Ách, sau khi Nghệ Phong nghe Linh Nhi nói vậy, trong lòng kinh ngạc, lập tức cười ha hả. Hắn quay về phía Linh Nhi hung hăng hôn mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng nói. Linh Nhi rất tốt với ta, được rồi, tại sao Linh Nhi lại một mình ở chỗ này? Linh Nhi biểu môi nói, màu thân rất xấu, thường ngày Khona đi cù na ta, nên ta tự mình lẻn tới đây chơi. Sau khi Nghệ Phong nghe được Linh Nhi nói vậy, liền cảm thán tâm tư này có lẽ thuộc về tiểu nghịch nư. Ha ha, Linh Nhi mang ta tới nhà muội thế nào? Nghệ Phong quáp về phía Linh Nhi cười cười, chuẩn bị để tiểu cô nương này dẫn về nhà. Khi Linh Nhi gật đầu đồng ý, bỗ na nhiên một lão đầu xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Tràng cảnh bất ngờ khiến Nghệ Phong giật lẩy mình, cổ thực lực này bỗng nhiên xuất hiện, hiển nhiên chính mình không thể chống đối. Người chính là Nghệ Phong, Dường như lão đầu này không có ác ý, liền quay về phía Nghệ Phong mím cười. Nghệ Phong liền âm thầm thở phào nhẹ nhòm, thế nhưng vẫn luôn cảnh giác. Hắn không kiêu ngạo cù na không xiểm nịnh, nói, chính là tại hạ, khô na biết tiền bối là, ha ha, ta chính là phó viện trưởng học viện Trạm Lam, vừa nãy người dùng chính là thuấn di. Lão đầu cười cười nói, trong lòng lại âm thầm tán thưởng, khí độ của tiểu tử này cũng không tồi, không kiêu ngạo cùng không xiểm nịnh. Tuy rằng còn trẻ tính khí bồng bột, thế nhưng biểu tình trầm ổn vượt xa người thường nghệ phong thấp đối phương đã nhận ra cùng không cần che giấu nói vừa rồi tiểu tử dùng chính là thuấn di lao đầu nghe thấy nghệ phong xác nhận cùng có chút chấn động thuấn di hầu như đã thất truyền không ngửa thiếu niên này có thể đạt được xem ra hắn thực sự không hề đơn giản thảo nào điệp phi tiến cử hắn trước mặt chính mình nhiều lần tạ na lễ phẩm cầu tình chính mình nghe điệp phi nói Người muốn vào học viện trạm lam thế nhưng bỏ rơi lại tờ báo danh Khô Na biết phải vậy hay không? Câu nói này, nhất thời khiến Nghệ Phong buông lòng cảnh giác. Nếu như Điệp Vận Du tiến cử chính mình với hắn, vậy sẽ không có gì nguy hiểm. Bất quá, không biết tại sao hắn biết chính mình là Nghệ Phong, có lẽ vừa này nghe thấy bố Lan Địch kêu mình dừng tay. Tại hạ có dự định này, không biết ý của viện trưởng thế nào. Nghệ Phong dò hỏi, mặc dù có điểm vi phạm lẻ thường, thế nhưng nể mặt Điệp Phi, thực ra có thể cho ngươi một cơ hội. Như vậy, hiện tại ta phải khảo nghiệm ngươi một chút nếu có thể vượt qua, ta sẽ thu nhận ngươi vào học viện. Đương nhiên, nếu không thể vượt qua, ta Cù Na chỉ có thể xin lỗi Điệp Phi. Lão đầu nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong nhìn Linh Nhi ôm chặt lấy chính mình, cười khố nói. Viện trường có thể đổi thời gian hay không? Ngài xem tiểu cô nương này, lao đầu hơi sướng sốt, lập tức trên mặt hiện vẻ tươi cười. Hiển nhiên Linh Nhi xinh xắn dễ thương càng khiến hắn rất yêu mếm, đang định đưa tay chạm vào khuôn mặt nành, Linh Nhi liền thở phì phì quay đầu không để hắn chạm tới. Lào nhân cũng không tức giận, quay về phía nghệ phong cười nói. Như vậy đi, vậy ngày mai ngươi đến một chuyến, tới học viện trạm lam sẽ có người dẫn ngươi tới gặp ta. Lào nhân này đối với nghệ phong cùng có chút hài lòng. Vừa vận chính mình cùng đang định cứu tiểu cô nương nàng. Thế nhưng nghệ phong nhanh chân xuất thủ trước một bước, tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, thế nhưng lão nhân nạp cù na khô na na ười lừa thiện, khó tới một nghìn cũng phải mất trăm nơ sười chết chona na tay hắn. Nếu như học viện không quy định, lão sư học viện không được phép nhúng tay tới tất cả việc ngoài trường. Có lẽ ngày hôm nay hắn sẽ hung hăng gáo huấn mấy hỗn đản kia. Hãy nhớ ngày mai tới gặp ta, lão nhân thoáng nhìn Linh Nhi trong lòng Nghệ Phong, sau đó biết mất, Nghệ Phong thấy thế, không khỏi nhỏ lòng thì thào. Thực lực cao càng không cần phải khoe khoan như vậy. Ai, sau này nếu như thực của ta cao hơn ngươi, ta sẽ bay qua bay lại trước mặt ngươi, khiến ngươi tức chết. Đi, Linh Nhi, ta đưa muội về nhà thấy chuyên tiến nhập học viện Trạm Lam có chút hy vọng, trong lòng Nghệ Phong rất vui vẻ. Hắn cũng âm thầm cảm tạ Điệp Vận Du, rất muốn tìm cơ hội nào đó tới Thúy Lâm các gặp nàng. Nữ nhân kia mị hoặc tới cực điếm kia nói, nếu như lần sau gặp lại nàng sẽ tặng cho mình, tuy rằng không biết lời này đáng tin hay không. Thế nhưng ít nhất cùng không phải huyến tưởng, hiện tại tâm tình tự ảm vô cùng hỗn loạn, trong lòng kinh hãi nhanh chóng chạy về phía Nghệ Phong. Chính mình đang vội vàng xử lý vài chuyện, nhưng nhi nữ của chính mình lúc trước đứng bên cạnh, thậm chí chính mình Kuna không biết nhi nữ của chính mình đã len lén chạy ra ngoài lúc nào. Vừa mới ends được nơ sười nào đó nghị luật, lúc này mới hất xì một tiếng kinh hãi, tuy rằng biết rõ nhi nữ của chính mình được người khác cứu. Thế nhưng Khô thế kiềm chế nổi, trong lòng khè rung động. Nếu như nhi nữ của chính mình xảy ra chuyện, có lẽ nàng cùng không thể sống nổi. Thân thể đầy đặn trắng trẻo nổi bật tới cực điếm, khiến nơ sười ta cảm thấy luồng gió thơm mát thổi thoáng qua thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy một bộ y phục màu tím chợt lóe lên. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 177, Sòng Bạc, rất nhanh, tự ảm gặp được nhi nữ của chính mình, chỉ thấy nhi nữ được một thiếu niên ôm trong, lòng cười cười nói nói. Dường như chu vệ này không ảnh hưởng tới quá nhiều, thấy vậy, tự ảm cùng thở dài một hơi, trong lòng vô cùng cảm kích thiếu niên đang trêu đùa nhi nữ của chính mình. Linh Nhi, từ ảm hô lớn, Linh Nhi vừa mới bị Nghệ Phong chọc cười không ngừng, cùng quắc đầu chuyển qua. Nghệ Phong theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một mì phụ đứng cách chính mình không xa. Nàng khoác áo ngoài màu tím phong tình tản ra làm lóa mắt người khác. Thân thể đấy đà lồi lõm rất bắt mất, eo thon đong đưa tỏa ra vị đạo mị người. Toàn bộ được bao phủ bởi bộ y phục màu tím bó sát. Đôi chân trắng như tuyết, mượt mà ngọt ngào, khiến bụng dưới người khác bị kích động mà bốc hỏa. Toàn thân Mỹ phụ toát ra vẻ thành thục, giống như quả đào mật. Đôi mắt tươi đẹp mị hoặc long lanh như nước, trong đôi mắt có chút sợ hãi càng toát lên vẻ đẹp khôn xiết. Toàn thân trên dưới tỏa ra vị đạo phong vận thành thục đặc thù của mỹ phụ, khiến nghệ phong có chút sững sờ. Cái này hẳn là phong vận của nữ nhân tích lũy theo thời gian chăng? Rượu không say, mà người tự say, trong lòng nghệ phong cảm thán một tiếng, linh nhi vù na vẫy thoát khỏi nơi sười nghệ phong, bổ nhào vào lòng tự ảm, nhẹ nhàng nói. Mẫu thân, con sợ, tự ảm ôm linh nhi vào lòng quan sát từ trên xuống dưới, sờ sờ xung quanh, nước mắt thẳng tập chảy xuống. Đừng sơ, không sao, Linh Nhi không sao cả, ánh mắt long lánh của tử hàm không ngừng chấp động, phối hợp cùng khuôn mặt thành thuộc tuyệt em vi kia dố A sớm đạo A trên cánh hoa. Dáng vẻ mềm mại uyển chuyển hoàn toàn phù hợp với thân thể nàng, lại càng hấp dẫn. Khiến nghệ phong tham lam liếc mắt nhìn đi nhìn lại vài lần. Giờ na như Linh Nhi Cù Na bị tâm tình của tử ảm ảnh hỏng tới, nước mắt thẳng tắp chảy xuống điều này khiến tự ảm thương yêu không gì sánh được đồng thời nàng lau nước mắt trên khuôn mặt chính mình nhẹ nhàng ủi linh nhi nói linh nhi ngoan không khóc khi linh nhi nẹn nào lúc nạp Tử ảm mới để ý tới thiếu niên đứa na bên cạnh vẫn mím cười nhìn bọn họ rất sáng sủa rất khí thế thiếu niên thế nhưng trong ánh mắt đã toát ra vẻ thành thục của nam nhân nhìn thẳng vào mắt chính mình cảm tạ ngươi đã cứu linh nhi thanh âm nhu mì bên trong kèm theo chút vũ mị mị bới vì nàng đang khóc làn da như mỡ đông, mềm mại như nước, hơi hơi phiếm hồng hồng, càng tăng thêm vài phần phong tình. Lúc này Nghệ Phong mới hiểu được, tại sao Linh Nhi lại thủy linh lung giống như tiểu la lị như vậy, nguyên lai là an tốt. Ha ha, ta nghĩ dù không có ta, cũng sẽ có người khác tới cứu. Nghệ Phong mím cười nói, tự ảm cười cười, nàng lắc đầu có lẽ có rất nhiều người đủ thực lực cứu được Linh Nhi, thế nhưng càng không phải ai cùng dám ra tay, ra thế của đám thiếu gia này quá cường đại, dù sao tại đế đâu cùng không có bao nhiêu người dám ra tay. Người đã thương thi lạc định, về sau phải chú ý, phụ thân hắn chính là bá tước. Nếu như hắn gây phiền phức tới ngươi, ngươi hãy tới tìm ta. Tuy rằng ta kém nhà hắn, nhưng ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Tử ảm nhắc nhở nói, nghệ phong cười cười, yên tâm đi, ta khô na việc gì, mấy kẻ cặn bã cũng không thể làm gì được ta. Tử ảm nghe nghệ phong nói như vậy, thực ra có vài phần hiếu kỳ lẽ nào ngươi cùng là công tử của vài vị đại quý tộc kia hay sao nghệ phong lắc đầu nói tuy rằng không phải công tử của đại quý tộc thế nhưng không đến mức sợ bọn chúng sau khi tử ảm nghe xong trong lòng âm thầm cười nói đúng là thiếu niên trẻ người non giả rất bồng bột cho rằng thế giới này hắn lớn nhất quên đi sau này hắn gặp phiền phức chính mình sẽ giúp hắn chặn tuy rằng kém gia tộc kia thế nhưng còn có thể bảo vệ được hắn làm quen một chút ta là tử ảm còn ngươi mẫu thân ca ca tên là Lý Tiêu Giao. Linh Nhi nức nở, tranh giành đáp. A, à, trên chán nghệ phong thoáng ứa mồ hôi lạnh, giải thích. Chuyện này, kỳ thực ta là nghệ phong, vừa nãy đùa Linh Nhi thôi. Tiêu Giao ca ca, ca ca xấu lắm, bất quá nghệ phong thật khó nghe, ta thích gọi ca ca là Tiêu Giao ca ca. Linh Nhi đứng bên cạnh thì thào nói, nghệ phong nghe vậy cười sàng sặc. Linh Nhi, không được thất lễ, tự ảm của trách nói. Không sao, Linh Nhi thích gọi ta là gì cũng được. Nghệ Phong chiều chuộng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của. Linh Nhi, tiếp đến lại quay về phía tự ảm nói. Tử ảm tỉ, Linh Nhi ta giao cho nàng, ta về đây, tiêu giao ca ca, ca ca đừng đi. Linh Nhi nghe thấy Nghệ Phong chuẩn bị rời đi, trong lòng có chút nóng này. Đú na vậy, hay tới nhà ta ngồi, ta còn chưa cảm tạ ơn người cứu mạng Linh Nhi. Tự ảm cười nói, Nghệ Phong nhìn thấy dáng vẻ Linh Nhi, cũng lúc rảnh rối, trực tiếp đồng ý. Linh Nhi trông thấy Nghệ Phong đồng ý, nhất thời cười hi hi tiêu dao ca ca ôm ta một cái tử âm thấy vậy liền cười cười không quay về phía nghệ phong nàng biết linh nhi được nghệ phô nô cứu cho nên khô na muốn rời xa hắn nghệ phong sang tay đỡ lấy linh nhi bàn tay vô tình chạm vào bồng của tử ảm cảm giác mềm mại ma xui quỷ khiến để nghệ phong khẽ cười cười khuôn mặt tử ảm nhất thời phiến hồng say lòng người nàng biết nghệ phong không cố ý cho nên cùng không oán trách nghệ phong ôm linh nhi trong lòng ngượng ngùng quả thực cảm giác trên tay vẫn khiến hắn còn chút dư vị. Cái kia, sai lầm, không cẩn thận, nghệ phong ngượng ngùng giải thích, vốn khuôn mặt im hồng của tử ảm đã biến mất, nhưng sau khi nghe những lời này của nghệ phong, thoáng chốc lại hiện lên. Nàng bất đắc dĩ liếc nhìn tiểu nam nhân trước mắt, càng không nói gì thêm, với sự thành thục của nàng, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không quá xấu hổ. Tiêu giao ca ca, mẫu thân, mọi người nhanh chút đi, Linh Nhi thấy hai na người đứng bất động, liền thúc giục nói nghệ phong cười ha hả quáp về phía linh nhi mạnh mẽ hôn một cái bây giờ ta đi linh nhi bất mãn dùng tay lau nước bọt trên khuôn mặt chính mình tức giận nói bẩn chết ca ca thật hư tử ảm thấy ré nha vẻ linh nhi như vậy trên mặt khô na khỏi nở nụ cười linh nhi chưa bao giờ thân thiết với người lạ như vậy quá thực nghệ phong chính là người đầu tiên nghệ phong đi theo sau tử ảm nhìn thân thể mềm mại uyển chuyển phía trước được bao phủ bởi y phục vóc dáng đầy đặn bốc lửa, mỗi một cử chi đều thả ra vẻ thành thục mị hoặc tới cực điểm. Cặp mông vỉnh vỉnh êm dịu đầy đà khẻ đông đưa, nhất thời khiến nghệ phong chăm chú nhìn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 178, kế hoạch sòng bạc, cộng thêm vài phần dễ thương, quyển rũ xinh đẹp luôn luôn khiến người ta không thể kiềm chế được, phải mạnh mẽ ngăn xung động bốc lên. Rất nhanh, Nghệ Phong trên đường thưởng thức phong cảnh tuyệt vời rốt cục cũng tới nhà tử âm. Vật phẩm nhẹ phóng thoáng sắp xếp cùng một chỗ, trong nhà tử âm cũng bày biện rất nhiều bình hoa trang ưu ý đầy đủ hoa văn. Thế nhưng Nghệ Phong không thấy rõ chính là, nàng là người dân bình thường. Tại sao sở hữu phủ đệ có nhiều trang sức vật phẩm xa xỉ như vậy? Nhìn tử âm lại không giống thương nhân, làm sao có thể sở hữu được những vật phẩm giống như ngoại công? Nghệ Phong ngồi vào chỗ của mình, khi hắn vừa uống ngụm ừ à tử âm mang đến, nhất thời Linh Nhi mở miệng nói. Ca ca thật xấu, dọc đường không nói chuyện với Linh Nhi, mà cứ nhìn mông mẫu thân hoài. Tiểu gia hỏa này, lời này có thể nói lung tung sao? Nghệ Phong quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy khuôn mặt tử âm ửng đỏ. Bất quá, nàng thực ra không tính toán, nàng hiểu thân thể chính mình sẽ mị hoặc rất nhiều nam nhân. Bất quá, tâm tư của thiếu niên này cũng như vậy, nhưng hắn làm sao đã thành thực, ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Chuyện này, tử âm tỉ nàng đừng nghe linh nhi nói bừa chuyện này quả thực rất đơn giản nghệ phong ngượng ngùng nói không khỏi chừng mắt liếc nhìn linh nhi tiểu nha đầu muốn nói cũng phải chờ tới khi ta đi ngươi nói ta nhìn mẫu thân ngươi mà nuốt nước bọt ừng ực hả tử âm chừng mắt liếc nhìn nghệ phong cũng không nghe nghệ phong nói bậy sắc mặt phiếm hồng quay về phía linh nhi nói linh nhi đến đây với mẫu thân trong khi linh nhi ôm chặt lẩy nghệ phong bỗng nhiên một thị nữ tới trước mặt tử âm nói phu nhân một tổng quản hắn sai ta nói với người. Nói đến đây, thị nữ đang định nói tiếp bỗng nhiên dừng lại, thoáng liếc nhìn nghệ phong. Tử âm gật đầu nói rằng, không việc gì, hãy nói tiếp đi. Tử âm thực sự đã đoán trước được chuyện tình xảy ra, chuyện tình này mọi người đều biết, cũng không cần thiết phải gạt nghệ phong. Tổng quản nói, gần đây sòng bạc làm ăn rất kém. Thị nữ quay về phía tử âm nói, cũng đứng đợi tử âm đáp lại. Tử âm tỉ mở xong bạc, nghệ phong có chút kinh ngạc hỏi tử âm, Tử âm bất đắc dĩ cười khổ, nói, đây là sản nghiệp của phụ thân Linh Nhi để lại, sau khi hắn qua đời ta phải kế nghiệp. Nghệ Phong kinh ngạc nhìn Linh Nhi trong lòng chính mình, đã thấy. Linh Nhi ngủ say, phụ thân Linh Nhi đã qua đời. Nghệ Phong không khỏi cảm thấy tiếc hận, nữ nhân nhu thuận đáng yêu, thành thục mị hoặc tới cực điểm. Nam nhân ham muốn nàng hẳn là không ít, nhưng hắn lại không có phúc hưởng thụ. Ừm, phụ thân Linh Nhi qua đời khi Linh Nhi 2 tuổi. Hiện tại cũng đã trải qua 3 năm rồi tử âm rất ảm đạm, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Nghệ Phong có chút minh bạch, có lẽ bởi vì báo thù. Tử âm nhìn thấy tia an ủi ứa ông mất Nghệ Phong, nàng cười cười nói rằng. May mà Linh Nhi làm bạn ta, cũng an ủi ta rất nhiều, thời gian ba năm cũng đủ để ta quên đi tất cả. Thấy tâm tình tử âm tựa hồ không quá khó khăn, Nghệ Phong cười cười nói. Người chết cũng đã chết rồi, người sống cần phải tích cực sống. Tử âm phì một tiếng, cười cười nói. Người thực thích giả vờ thành thục, đúng là tiểu hài tử xấu xa. Còn chưa thành niên sao, nghệ phong nhún nhún vai, lẽ nào nói nàng ta biết nhiều về chuyện thành thục. Ha ha, còn mấy tháng thành niên, bất quá vừa nãy sòng bạc xảy ra chuyện sao, nghệ phong tùy ý nói sang chuyện khác, không muốn xoay quanh vấn đề chính mình còn ư ẻ e con. Tử âm nhìn Linh Nhi ngọt ngào ngủ ư ong lòng nghệ phong, vừa định ôm lấy Linh Nhi, đã thấy nghệ phong lắc đầu nói. Hãy để Linh Nhi ngủ trong lòng ta, vừa mới bị hù họa, như vậy cần yên tĩnh ngủ. Tử âm thấy nghệ nói như vậy, trong đáy lòng nàng cũng dần ứ ảo dòng nước ấm áp, nàng thấy nghệ phong rất yêu mến Linh Nhi. Đối với Nhi nữ duy nhất của chính mình, ai đối tốt với nó, nàng sẽ đối tốt gấp bội. Sòng bạc phụ thân Linh Nhi lưu lại vốn làm ăn thịnh vượng nhất đế đô. Thế nhưng mấy tháng gần đây, làm ăn giảm xuống ừ âm trọng. Tử âm thuận miệng ứ ả lời nghệ phong, vậy nàng biết được nguyên nhân rồi chứ. Một ha ha, chính là bị các sòng bạc khác liên hợp chèn ép. Tử âm bất đắc dĩ cười nói nghệ phong gật gật đầu tựa hồ có chút minh bạch hiển nhiên thực lực của tử âm tỷ không bằng bọn chúng lúc này bị ép rút lui dùng vũ lực đối với bọn chúng nhất định không thể thực hiện được vậy việc này chỉ có thể dùng trí sòng bạc của tử âm tỷ lấy đổ thuật sư hơn người khác là chính sao nghệ phong biết được sòng bạc tại dị giới này phần lớn tại các sòng bạc đều tìm về rất nhiều đổ thuật lợi hại lợi nhuận đều lấy từ người tới đây đánh bạc quả thực gọi là đánh bạc nhưng không khác gì lừa đảo dù sao người đến đây đánh bạc, 10 người đánh có tới 9 người thua. Thế nhưng, mọi người mang theo tâm lý may mắn, cho rằng chính mình sẽ là người may mắn ư ong 10 người đến chơi. Tử âm nhìn nghệ phong nghi hoặc nói, sòng bạc đều xoay chuyển như vậy, tại sao ngươi lại hỏi vấn đề này, quả nhiên sòng bạc của tử âm tỷ cũng khỏi công lệ. Ha ha, tử âm tỷ đừng chê lời của ta khó nghe, các ngươi tuy nói là đánh bạc, thế nhưng không khác gì lừa gạt. Nghệ phong cười cười nói, sắc mặt tử âm tỷ đỏ hồng, nhưng thực sự không phản bác. Nghệ Phong tiếp tục nói, ta muốn nói với nàng một biện pháp, không biết tử âm tỉ nghĩ thể nào. Tuy rằng Nghệ Phong vừa mới nói thẳng, thế nhưng ư ông lòng tử âm không hề tức giận. Dù sao việc tại sòng bạc của chính mình vừa lừa gạt cũng không khác nhau là bao. Bất quá lưu lại một đường, khiến người ta có chút niệm tưởng, điều này cũng hấp dẫn rất nhiều người. Ngươi hãy nói ta nghe, nếu như chủ ý của ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề tại sòng bạc, ta sẽ thưởng cho ngươi tử âm cười cười nói, thể nhưng cũng không ôm nhiều hy vọng, rất đơn giản, giảm bớt đổ thuật sư, chỉ cần lưu lại vài cao thủ đổ thuật tại sòng bạc, như vậy có thể tiết kiệm hơn phân nửa chi phí tại sòng bạc. tử âm nghe nghệ phong nói vậy, không khỏi thở phù một tiếng, cười nói, vậy ngươi để ta uống gió tây bất sao? không có đổ thuật sư giúp ta thắng, tuy giảm thiểu chi phí, thế nhưng dựa vào điều gì ta có thể thu được lợi nhuận? nghệ phong không để ý tới tiểu ý của tử âm, tiếp tục nói nàng hãy nghe ta nói hết, đây chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là quản lý công bằng tại sòng bạc. Không để người khác gian dối, tất cả đều dựa vào vận khí của chính mình, bằng vào đổ thuật. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 179, không đơn giản, từ âm nhìn nghệ phong đầy nghi hoặc, không việc làm của nghệ phong là gì. Chúng ta muốn làm, chính là thành lập sân chơi cao cấp nơi mà mọi người thích đến đây đánh bạc, nơi đây đãi ngộ công bằng, phục vụ tốt nhất, chỉ cần có thể làm được những điều này, cho dù bị kẻ khác chèn ép, mọi người vẫn ùn ùn kéo tới đây. Dù sao có công bằng và hưởng thụ, các dân chơi cờ bạc không thể nào cực tuyệt. Nghệ Phong vừa cười vừa nói, Tử Âm nhìn Nghệ Phong, nghi hoặc nói, vậy ta kiểm cái gì? Vậy không phải số vào không bằng số ra sao? Nghệ Phong lắc đầu nói, kiểm tiền khẳng định hơn hiện tại, xong bạc đánh bạc, mỗi lần đều có thua có thắng vậy đưa ra quy định, kết thúc thì thu phí. Hơn nữa thu phí những người thắng, không nên thu nhiều, chỉ một chút là được. Ví như trong một nghìn lấy một, như vậy quá nhỏ không đáng kể, dân cờ bạc căn bản không quan tâm, cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của bọn họ. Nàng hãy ngẫm lại, mỗi lần thu phí trong bao lâu. Mà một sòng bạc có bao nhiêu người đang đánh bạc, tuy rằng thu phí nhỏ nhặt như vậy, thế nhưng tích góp lại, kia cũng vô cùng kinh khủng. Làm như vậy cũng không đắc tội với người, lại có tiền. Chuyện này không phải cả hai đều vui mừng sao. Tử âm nghe nghệ phong nói vậy, nhãn thần sáng lên. Với sự thông minh của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra thương cơ bên trong. Sòng bạc có tiếng tăm, lại kinh doanh thu được lợi nhuận. Ha ha, chỉ cần danh tiếng công bằng thoải mái lan truyền tới tất thảy dân cơ bạc. Còn sợ không có người tới đây, sao? Người đến chơi càng nhiều, lợi nhuận thu về lại càng nhiều. Tuy rằng ta biết hiện tại mỗi ngày nàng thu không được bao nhiêu. Thế nhưng chỉ cần nhiều người biết đến, mặc dù chỉ thu nhặt chút ít, nhưng số lượng gia tăng cũng đủ vượt qua thu nhập hiện tại. Tử âm suy nghĩ một hồi lâu, cũng không dối lời Nghệ Phong nói. Nghệ Phong thấy dáng vẻ tử âm đứng bất động, không khỏi cười cười, nói. Và lại sòng bạc có thể tạo thành hàng dãy phục vụ. Có thể buôn bán tại sòng bạc, giá cả cao gấp đôi so với bên ngoài. Đối với dân cờ bạc có tiền mà nói, bọn họ thích hưởng thụ, căn bản không quan không tâm, không ra bên ngoài mua đồ ăn thức uống mà tiết kiệm thời gian đánh bạc cầu còn không được tra thất phòng nghỉ cần phải chuẩn bị những thứ này thêm vào đắt hơn một chút cũng không sao cả kẻ có tiền chẳng quan tâm đến kẻ không có tiền cũng không suy nghĩ tử âm nghe nghệ phong giảng giải con mắt càng lúc càng sáng lên nhìn nghệ phong khó tin nói làm sao ngươi có thể nghĩ như vậy nghệ phong cười cười sau đó nói một ha ha trước tiên nàng hãy nghe ta nói hết thái độ phục vụ tại sòng bạc nhất định phải tốt để dân cờ bạc được hưởng thụ cảm giác của bậc đế vương thậm chí có thể đến các hoa lâu tìm một về một số nữ nhân để những dân cờ bạc có tiền được hưởng thụ. Có thể phân cấp bậc tại sòng bạc, dân cờ bạc đẳng cấp cao được đại ngộ tốt hơn. Thậm chí kèm theo những nữ nhân xinh đẹp, ta không tin. Hưởng thụ xa hoa lãng phí như vậy, những quý tộc có tiền không chen nhau đổ xô tới. Từ âm nghe nghệ phong giải thích, đôi mắt lại càng sáng lên. Bất quá, cũng không xấu hổ, nói, còn nhỏ tuổi như vậy, có phải ngươi hướng tới cuộc sống sinh hoạt như vậy? nghệ phong không hề để ý cười nói ta nghĩ không nam nhân nào không thích như vậy tử âm nghe nghệ phong nói xong câu đó hắn còn đang quét ngang dọc trên thân thể bốc lửa của mình nàng đỏ ma chừng mắt liếc nhìn Nghệ phong nói nhìn dáng dấp của ngươi cũng giống công tử nhà giàu nghệ phong cười cười bỗng nhiên nhớ tới lý tưởng một năm trước kia của chính mình hắn không khỏi thất thần nở nụ cười ngươi cười cái gì tử âm thấy nghệ phong đột nhiên cười cười khó hiểu nghi hoặc hỏi bất quá ta nghĩ tới lý tưởng trước đây của ta mà thôi. Nghe Phong cũng không giấu diểm, vừa cười vừa nói. Lý tưởng, ha ha, có thể nói với ta, lý tưởng của ngươi là gì hay không? Tử âm cười hỏi, nàng cũng có chút hiếu kỳ, muốn biết nghệ phong có lý. Tưởng gì mà hắn cười vui vẻ như vậy? Ách, lý tưởng này rất trong sạch, rất buồn cười. Không cầu phong tao kinh thiên hạ, nhưng cầu hèn mọn động thể nhân. Ngập trong vàng son là truy cầu của ta, hoang dâm vô độ là mộng tưởng của ta. Nghệ Phong cười cười lại nói ra câu nói trước đây hắn từng nói. Khi tử âm nghe được, liền cười hi hi. Nghệ Phong, đây là lý tưởng của ngươi. Quả nhiên vĩ đại, khó ử ếch. Ngươi có thể nghĩ ra chủ ý như vậy. Khổ, hiện tại ta còn cách lý tưởng của chính mình quá xa. Cần phải từ từ nỗ lực. Nghệ Phong thở dài, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Tử âm trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong. Bất quá, ngươi nói với ta xong bà cần bỏ những thứ này, còn phải làm những gì nữa. Nghệ Phong nói. Chuyện này các nàng cần phải tự mình tìm tòi, dù sao đi nữa các nàng cần tuân theo định lý tuần hoàn lá được, bản thân sòng bạc không tham dự trong đó, cần phục vụ khách nhân thật tốt. Đáp ứng yêu cầu của khách nhân, để bọn chúng lưu luyến quay lại đây tiêu tiền là được. Tử âm nghe nghệ phong nói như vậy, nàng gật gật đầu nói. Nếu như sòng bạc không tham dự vào đó, vậy tại sao ngươi còn muốn ta kiểm vài cao thủ đổ thuật? Nghệ phong đảo mắt nói, đại tỷ nha, chẳng lẽ nàng không sợ kẻ khác tới đập bãi sao? lẽ nào nàng không sợ dân cờ bạc gian dối, chính mình không phát hiện được sao? Có vài cao thủ đổ thuật, khi đó cũng không cần phải lo lắng. Tử âm nghe lời giải thích của nghệ phong, nàng cười hi hi. May là ngươi không mở sòng bác, bất quá, vì sao ngươi nghĩ được đến như vậy? Khổ, quả thực ta vẫn luôn nói với người khác, ta là thiên thần hạ phàm, thể nhưng rốt cuộc không ai tin. Nghệ phong thở dài, bất đắc dĩ nói. Tử âm liếc mắt nhìn nghệ phong, thể nhưng trong lòng không khỏi chấn động, thay đổi như vậy, quả thực rất khả thi. Thiếu niên chưa đến 18 tuổi, có thể tỉ mỉ tính toán như vậy. Đủ thấy sự lão luyện của hắn, nghĩ vậy, nàng không khỏi bình tĩnh liếc nhìn Nghệ Phong. Sự sắc sảo kèm theo vẻ ngây ngô, thể nhưng đôi mắt thâm thúy đen óng khiến người ta không thể nhìn thấu. Thiếu niên này thật không đơn giản, trong đáy lòng Tử Âm nhận xét về Nghệ Phong, trông thấy Nghệ Phong nhẹ nhàng gạt những sợi tóc nghịch ngợm trên khuôn mặt linh nhi, nàng không kiềm chế được toát lên dáng vẻ tươi cười. Ta thực không thể nhìn thấu ngươi, từ âm cười cười nói nghệ phong gióng giạc nói thế giới này quả thực không ai có thể nhìn thấu ta thiên thần hạ phạm, nào ai nhìn thấu chuyện được thực hiện bởi kênh chuyện tiên hiệp audio nếu thấy hay hãy like xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé